Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 197. Anh Bình, tôi cũng là thi đậu kỳ thi đại học bình thường, thành tích còn đứng đầu tỉnh Giang Nam nữa. Mấy người họ lập tức nịnh nọt Ngô Bình, khen cậu thông minh tuyệt đỉnh. Ngô Bình không nói chuyện rông dài, chỉ hỏi, Lưu Tử Khải, bây giờ vẫn chưa khai giảng, sao các cậu đều ở trường vậy? Lưu Tử Khải vội nói, là như vậy, đàn anh, Đại học Thần Kinh có mấy nơi trong truyền thuyết, chúng tôi quyết định tối nay đến tìm hiểu thử. Ngô Bình có chút hiếu kỳ, bèn hỏi là nơi trong truyền thuyết gì. Lưu Tử Khải phấn chấn, đơn giản kể lại tình hình. Thì ra, Đại học Thần Kinh được xây dựng đến nay đã hơn 400 năm, mấy trăm năm nay, nơi này xuất hiện rất nhiều truyền thuyết kỳ lạ, là nơi tà môn. Trong đó, nổi danh nhất là bốn sự kiện siêu nhiên và hai nơi tà dị. Bốn sự kiện siêu nhiên, lần xảy ra sớm nhất là hơn 300 năm trước, có liên quan đến một trong hai nơi tà dị Văn Sơn. Một sự kiện siêu nhiên gần nhất xảy ra vào 37 năm trước, cũng có liên quan đến Văn Sơn, mà nơi bọn họ muốn đến lần này chính là Văn Sơn. Văn Sơn không phải một ngọn núi, thật ra là một gò đất khổng lồ cao hơn 200 mét, nghe nói đã tồn tại từ mấy nghìn đến mấy chục nghìn năm, từ lúc chưa có Đại Hạ Quốc thì nó đã tồn tại rồi. Sau này có chuyên gia phong thủy cho rằng nơi này chính là nơi văn mạch quật khởi, vì vậy xây dựng Đại học Thần Kinh ở đây, gò đất này cũng trở thành một thẳng cảnh trong trường, lấy tên là Văn Sơn. Bên trong Văn Sơn có rất nhiều thông đạo và các kiến trúc như cung điện dưới lòng đất, các nhà khảo cổ học đã khai quật ở đó mấy trăm năm trước, cũng kiểm tra được một lượng lớn các văn vật. Văn vật cổ nhất được khai quật thậm chí có thể truy nguyên về thời kỳ loài người xuất hiện sớm nhất. Những phát hiện này đã thu hút sự chú ý rất lớn trong lĩnh vực khảo cổ học nên phải mất hơn trăm năm và nhiều thế hệ mới nghiên cứu được. Thế nhưng, công tác khảo cổ bỗng nhiên dừng lại hơn 300 năm trước, bởi vì lúc đó xảy ra một chuyện rất kinh khủng. Hơn 500 nhà khảo cổ tiến hành nghiên cứu bên trong đều biến mất cùng lúc. Sau này, Đại Hạ Quốc cử ra rất nhiều chuyên gia chuyên nghiệp tiến hành nghiên cứu, nhưng cũng không thể tìm được những người mất tích. Cuối cùng, Văn Sơn đã bị phong ấn hơn trăm năm. Sau này phải có chuyên gia chứng kiến thì mới lại được khai quật. Văn Sơn được thấy lại mặt trời, có không ít học sinh đến tham quan, nhưng cũng không xảy ra chuyện gì đáng sợ, trái lại bên trong lại trở thành nơi học sinh thích đến nhất. Mãi đến 37 năm trước, hơn 100 sinh viên Đại học Thần Kinh tổ chức một buổi dạ hay say cuồng ở Văn Sơn, âm nhạc vang vọng khắp bên trong Văn Sơn. Nhưng đêm hôm đó, Văn Sơn lại xảy ra chuyện kỳ lạ, hơn 100 sinh viên Đại học Thần Kinh đều tử vong. Tư thế chết rất thê thảm. Chuyện này kinh động đến hoàng đế, cũng cử người điều tra, kết quả hôm sau lại phong ấn Văn Sơn, cử người trông coi, không cho phép ai vào trong. Nghe đến đây, Ngô Bình cũng thấy hứng thú, rốt cuộc Văn Sơn này là nơi thế nào? Sao lại liên tiếp có nhiều người chết như vậy? Nếu Văn Sơn đã nguy hiểm như vậy, thì sao còn muốn đi, không sợ sao? Cậu hỏi Lưu Tử Khải. Lưu Tử Khải cười nói, đây đều là truyền thuyết cả. Duyên thuyết thì đều là giả. Tôi cho rằng, chắc chắn Văn Sơn có bí mật, nên chúng tôi mới bàn bạc, muốn tìm ra bí mật của Văn Sơn. Ngô Bình thâm nói các cậu nào phải đi vạch trần bí mật, mà các cậu là đi vào chỗ chết. Nhưng cậu cũng không ngăn lại, chỉ cười nhạt, hỏi có thể tính thêm tôi vào không? Lưu Tử Khải sáng mắt, tốt quá rồi. Đàn anh xem như là đại ca dẫn đầu cả chúng tôi. Ngô Bình, được, vậy thì ăn cơm trước. Sau đó chúng ta sẽ đến Văn Sơn xem thử. Lưu Tử Khải rất tò mò về thân phận của Ngô Bình ở Học viện Quân sự Đại Hạ, cứ rào trước đón sau, còn Ngô Bình thì chỉ hứng thú với Văn Sơn, cậu hỏi thêm họ vài tình tiết. Sau khi mấy người họ hẹn tối nay đến Văn Sơn thì trong đầu Ngô Bình lại có tiếng của Phương Lập vọng lên, tôi tính toán thấy chuyến đi tối nay của cậu nhất định có nguy hiểm. Nhưng nếu cậu có thể vượt qua được thì nhất định sẽ có thu hoạch rất lớn. Sau khi ăn uống no say, nhóm người của Ngô Bình âm thầm đến gần Văn Sơn. Văn Sơn đã bị phong tỏa từ lâu, bốn bề được bao bọc bởi tường thành cao hơn 4 mét, trên đầu còn kéo thép gai, rất khó trèo qua. Lưu Tử Khải đang định đi tìm thang thì Ngô Bình đột nhiên vung tay, mấy người họ liền bay lên không, nhẹ nhàng băng qua bức tường. Mấy nữ sinh thốt lên kinh ngạc, Lưu Tử Khải sợ đến mức lập tức bảo họ phải nhỏ tiếng. Mộc Băng Thiền đã biết thủ pháp của Ngô Bình nên không ngạc nhiên mà chỉ cảm thấy thú vị. Lưu Tử Khải chỉ về ngọn đồi mọc đầy cây và cỏ dại, nói, đờ đấy chính là Văn Sơn, nhiều năm rồi không có ai dọn dẹp, trông có vẻ rất hoang tàn.
Trước đó, tôi đã từng dùng thiết bị không người lái tìm hiểu qua mấy lần, đại khái cũng biết được tình hình bên trong. Ngô Bình nói, các cô cậu theo sau tôi. Cỏ trong đó cao lút đầu người, đi đến đâu là có côn trùng bò loạn đến đó. Ngô Bình không muốn lãng phí thời gian, lập tức phung tay, mấy người họ liền bay thẳng đến chân Văn Sơn. Trước mặt họ là một bức tường được xây bằng đá cao nửa mét, che lấp cửa động cao hơn 7 mét. Lưu Tử Khải nhìn bức tường, hai mắt sáng lên, nói, đàn anh, đây là lối vào của Văn Sơn. Ngô Bình đưa tay ấn lên tường, cảm nhận pháp lực đang chuyển động, điều này chứng tỏ trong bức tường có cấm chế. Có điều, cấm chế này chỉ có hiệu quả với người tu hành, người thường chạm vào nó sẽ không đánh thức cấm chế. Cậu chợt nghĩ, nếu hôm nay cậu không theo họ đến đây thì nhất định nhóm người Lưu Tử Khải sẽ nghĩ cách phá bức tường này, sau đó vào trong thám hiểm. Một khi như vậy thì họ sẽ chết chắc. Việc thám hiểm sắp tới đầy rẫy nguy hiểm, Ngô Bình không định để họ tham gia, thế nên cậu âm thầm tạo ra huyễn cảnh, để tất cả họ đều vào trong mộng cảnh huyền thiên. Trong mộng cảnh, những người này sẽ được trải nghiệm một cuộc thám hiểm đặc sắc. Huyễn cảnh vừa được khởi động thì mấy người họ đều đứng ngây ra tại chỗ, biểu cảm không ngừng biến đổi, rõ ràng là đang nằm mơ trong huyễn cảnh. Sau đó, Ngô Bình ấn lên tường, bức tường nát vụn, biến thành cho bụi bay khắp trời. Cậu bước vào trong lớp bụi, chính thức tiến vào Văn Sơn. Đằng sau bức tường là một phòng triển lãm rộng mấy ngàn mét vuông, trong phòng triển lãm đặt mấy trăm loại vật phẩm được đào lên từ Văn Sơn, nào là cung tên, đồ đồng, đồ sắt, đồ gốm, sách trúc, chữ khắc. Ngô Bình nhìn lướt qua, không phát hiện có thứ gì đặc biệt, thế là tiếp tục đi vào trong. Đi hết phòng triển lãm là đến một con đường rộng 4-5 mét, mặt đường lát gạch vuông, trên mặt có khắc phù hiệu hình rắn kỳ lạ. Cậu đi vào trong một đoạn thì bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Từ khi bắt đầu tu hành đến nay, cậu chưa từng có cảm giác nguy hiểm như thế, cậu bất giác dừng lại, cảnh giác quan sát xung quanh. Chỉ là xung quanh chỉ có mặt đất và những bức tường, ngoài ra không có thứ gì đặc biệt hết. Lúc này, trong đầu cậu lại có tiếng Phương Lập vang lên, công tử, tôi cần ra ngoài quan sát, chỗ này có nguy hiểm. Ngô Bình lập tức lấy đầu của Phương Lập ra, Phương Lập lơ lửng trên không trung. Mắt nhìn quanh bốn phía. Một lúc sau, ông ta nói với ánh mắt kinh ngạc, kỳ lạ, sao chỗ này lại có khí tức cấm kỵ? Ngô Bình hỏi ông ta, cấm kỵ mà ông nói là chỉ điều gì? Phương Lập trả lời, trong đại lục thánh cổ có một số khu vực bị sức mạnh tà ác làm ô nhiễm, được gọi là vùng đất cấm kỵ. Trong vùng đất cấm kỵ, có một số sinh linh siêu mạnh, chúng có sức mạnh cấm kỵ. Nói một cách đơn giản, sức mạnh cấm kỵ có thể sửa đổi quy tắc thiên địa. Trong khu vực chịu sự ảnh hưởng sức mạnh của nó, pháp tắc thiên địa phải thay đổi theo yêu cầu của cấm kỵ. Ngô Bình, cấm kỵ đó mạnh đến mức nào? Nhân tộc có phải đối thủ của nó không? Phương Lập cười, nói cấm kỵ cũng có mạnh có yếu, chia thành tiểu thiên cấm kỵ, đại thiên cấm kỵ, chí cao cấm kỵ. Trong một quá trình dài, từng có thiên tài của nhân tộc luyện hóa được tiểu thiên cấm kỵ, từ đó tu luyện cấm kỵ thần thông. Người luyện hóa cấm kỵ cực kỳ ít. Suốt một quá trình lịch sử dài cũng chỉ có nhiều nhất mấy ngàn người thôi. Đại thiên cấm kỵ mạnh hơn, trong lịch sử chỉ có mấy chục người luyện hóa và hấp thụ cấm kỵ cấp trung. Tất cả trong số họ đều trở thành người mạnh nhất trong thời đại của mình. Mạnh nhất là chí cao cấm kỵ, trong lịch sử chỉ có 3-4 người từng luyện hóa được, sau đó họ đều trở thành bậc chí tôn, đứng trên nhân tộc vạn cổ. Ngô Bình nheo mắt, vậy ông nghĩ cấm kỵ ở đây là loại nào? Phương Lập im lặng một lúc rồi nói, nếu tôi không nhìn nhầm thì cấm kỵ chỗ này là cấm kỵ tiểu thiên. Ở đại lục thánh cổ, chỉ có cao thủ cảnh giới thần thông hậu kỳ mới có tư cách luyện hóa cấm kỵ tiểu thiên. Ngô Bình thở dài, bây giờ cậu không phải là cao thủ cảnh giới thần thông, nói vậy chúng ta nên lập tức rời khỏi đây rồi. Phương Lực nói, không cần phải rời đi, công tử có biết điểm kỳ diệu của công pháp cấp hoàng mà tôi tặng cậu nằm ở đâu không? Ngô Bình giật mình, có thể nói kỹ hơn không? Phương Lập cười, nói công pháp này tên là cửu chuyển hóa cấm huyền công, tác dụng lớn nhất của nó là luyện hóa cấm kỵ. Ngô Bình giật mình, không ngờ lại có thể luyện hóa cấm kỵ. Không sai, vì vậy tôi mới liều mạng để có được nớ. Ông ta nhìn Ngô Bình, công pháp này còn có một điểm kỳ lạ nữa, đó là nếu có duyên thì dễ dàng luyện được ngay nhưng nếu không có duyên thì có luyện ngàn năm cũng không có kết quả. Bây giờ công tử có thể thử. Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi quay về lại phòng triển lãm, sau đó ngồi xếp bằng, lấy công pháp trong chiếc nhẫn đó ra. Đấy là một thẻ ngọc,
Ngô Bình khởi động pháp lực, thẻ ngọc phát sáng, thông tin liên quan đến việc luyện cửu chuyển hóa cấm huyền công liền xuất hiện trong đầu cậu. Lúc đầu Ngô Bình vừa mới xem bộ công pháp này thì cảm thấy rất mơ hồ, không biết điểm mấu chốt nằm ở đâu. Cậu cẩn thận nghiền ngẫm nhưng không chỉ không ngộ ra được gì mà còn mơ hồ hơn. Cậu thoáng có cảm giác thất vọng, xem ra mình không có duyên với bộ công pháp này. Cậu đang định từ bỏ thì trong đầu lại xuất hiện rất nhiều ký ức và kiến thức, những kiến thức đó làm hai mắt cậu sáng lên. Cậu từ từ hiểu ra hàm ý và sự huyền diệu của công pháp. Thì ra công pháp này cần phải mượn thiên chỉ bí lực, tạo ra một loại trận pháp phi diệu, tên là cửu chuyển hóa cấm đại trận. Một khi hóa cấm đại trận hình thành, có thể luyện hóa cấm kỳ, tạo ra thành tựu cho bản thân. Hơn 3 tiếng đồng hồ trôi qua, khí tức xung quanh Ngô Bình ngưng tụ lại, 10 loại bí lực lưu trong cơ thể ẩu cuối cùng cũng ngưng tụ thành một đại trận hóa cấm. Đại trận vừa hình thành thì tự động dịch chuyển, sinh ra một sức hút cực lớn. Phương Lực vô cùng phấn khởi, lẩm bẩm, công pháp này thật sự có duyên với công tử. Tốt! Ngô Bình mở mắt ra, hỏi, lần bối, bây giờ tôi có thể luyện cấm kỳ rồi đúng không? Phương Lực nói, tôi quan sát thấy đại trận hóa cấm của cậu vô cùng hoàn hảo, dù là tôi cũng không thể làm. Được, cậu thực sự không giống với một tu sĩ trẻ vốn không thể nào có được kinh nghiệm phong phú như thế đúng không? Ngô Bình, có thể là khả năng lĩnh hội của tôi cao. Phương Lập mỉm cười, cũng không biết có tin hay không, ông ta nhắc, bây giờ mặc dù cậu có thể luyện hóa tiểu thiên cấm kỳ nhưng uy lực của cấm kỳ rất mạnh, tôi không biết cơ thể cậu có thể chịu được hay không. Ở Đại Lục Thánh Cổ, mỗi năm đều có rất nhiều người thử luyện chế cấm chế, mặc dù có vài người thành công nhưng lại bị uy lực đáng sợ của cấm chế làm cho nổ tung mà chết. Ngô Bình rất tự tin với thể chất của mình, cậu nói, tôi có thể thử. Phương Lập gật đầu, được, nếu cậu có thể thành công thì có thể thu hoạch được nhiều hơn trong cấm địa thượng cổ. Nhắc đến cấm địa thượng cổ, Ngô Bình hỏi cấm địa thượng cổ có phải cũng thuộc vùng đất cấm kỵ không? Phương Lập nói, đúng thế. Cấm địa thượng cổ cũng là vùng đất cấm kỵ, nhưng cũng không phải cấm hoàn toàn nên phạm vi cấm có hạn. Nhưng dù vậy, ở đó vẫn rất nguy hiểm. Ngô Bình, vậy thì cấm kỵ trong cấm địa thượng cổ là sự tồn tại ở cấp bậc nào? Phương Lập, tôi cũng không rõ lắm, có thể là tiểu thiên cấm kỵ, cũng có thể là đại thiên cấm kỵ, thậm chí đều có cả hai, đi rồi mới biết được tình hình cụ thể. Sau khi hỏi rõ ràng, Ngô Bình không do dự nữa mà sải bước đi vào trong. Khi đến vị trí mà lui ra trước đó, cảm giác hung hiểm lại xuất hiện, nhưng lần này ngoài nguy hiểm ra còn có chút mong đợi. Đi vào một đại sảnh khác, trong sảnh có mấy chục thi thể nằm rải rác dưới đất, đều đang thối rữa, quần áo trên người đã biến thành tro, lộ ra xương trắng. Ngô Bình thấy ở đây vẫn còn một số loa, đồ ăn hỏng, còn có một ít túi bụi bặm, cậu nghĩ đây chắc là các học sinh đến đây dự lễ hội mấy chục năm trước, cuối cùng đã chết ở đây. Cậu cúi xuống nhặt một chiếc xương lên, véo nhẹ một cái, xương lập tức biến thành tro. Đã mấy chục năm rồi có lẽ xương này được bảo quản khá tốt, không thể bóp nát được. Phương Lập híp mắt nói, cậu Ngô, cấm kỵ ở đây chắc là thối rữa. Thối rữa, Ngô Bình vươn tay lấy một cái túi đó cũng vừa đụng vào là vỡ như thể đang để ở đây mấy ngàn năm, đã bị carbon hóa từ lâu. Cậu ngửi ít bụi trên đầu ngón tay, đúng là bên trong có mùi thối rữa. Cậu gật đầu nói, đúng là thối rữa. Phương Lập nhắc cậu, lát nữa khi luyện hóa, động tác phải nhanh. Nếu cậu không thể luyện hóa cấm kỵ trước khi cơ thể hoàn toàn mục nát, cậu sẽ bị cấm kỵ tiêu diệt. Vừa nói xong, đầu Ngô Bình bỗng choáng váng, cả cơ thể lảo đảo. Phương Lập ngạc nhiên nói, cấm kỵ phát động rồi, cẩn thận. Ngô Bình đã nhận ra, cậu tiến lên một bước, đấm mạnh vào tường. Một mảng bức tường đó lập tức sụp xuống. Bên trong là một cái hốc. Một thứ màu tím đen dính chặt vào tường của cái hốc như máu thị, trên đó có mấy chục con mắt đều phát ra dao động kỳ lạ. Những dao động này đều tập trung vào Ngô Bình. Ngô Bình biết nó đang phóng cấm kỳ thối nát, lập tức kích hoạt trận pháp hóa kỳ. Mấy ngày nay, cậu đã tích lũy được pháp lực, trong người có khá nhiều sức mạnh cường đại, lúc này liên tục rót vào đại trận. Trận pháp vận chuyển rất nhanh tạo ra một lực hút cực lớn. Cậu đưa tay về phía máu thịt màu đen tím, khói đen tím bốc lên từ trên máu thịt này, sau đó bị lòng bàn tay của Ngô Bình hấp thu, đi vào đại trận hóa kỳ. Ngô Bình cảm thấy da mình đang lão hóa, sau đó hoại tử, đen sạm, phong hóa, tiếp theo là cơ bắp của cậu. Chưa đầy nửa phút, toàn thân cậu không còn một tấc da nào được gọi là hoàn hảo.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngay cả mắt cậu cùng ánh mắt lấp sương màu trắng, không thể nhìn thấy rõ thứ gì. Tóc cậu đều biến thành màu bạc, vừa chạm vào là rụng. Ngô Bình đứng yên bất động, dồn hết sức luyện hóa. Sau khi đại trận hóa khí vận chuyển hấp thụ, ngày càng có nhiều luồng khí màu đen tím bị hút vào trong. 3 phút sau, lực thối giữa đã không còn mạnh thế nữa, nhưng cơ bắp của Ngô Bình bắt đầu thối giữa, cậu vô cùng đau đớn nhưng chỉ có thể cắn răng kiên trì. 4 phút sau, lực thối giữa tràn vào xương cốt cậu, cậu đã đứng không vững nữa, xương cốt cũng phát ra tiếng rắc rắc, có vài chỗ đã bắt đầu gãy vụn. Hút, cậu thấp giọng nói, thúc giục bí thuật thiên cơ nâng cấp uy lực của đại trận hóa kỳ lên gấp 5 lần. Âm, máu thịt run rẩy, một lượng lớn khói đen tím bị hút vào tựa như vật chất thật. Cùng lúc đó máu thịt đó thoáng chốc bị phân hủy, biến thành cát, cuối cùng trên đó chỉ còn lại một ít bột. Lúc này lực thối giữa đã phân tán, chúng đang chuyển hóa thành sức mạnh cấm kỳ có thể cung cấp cho Ngô Bình hấp thụ thông qua đại trận cửu chuyển hóa kỳ. Mấy sức mạnh cấm kỳ này lưu chuyển trong cơ thể và thần hồn cậu một vòng, cơ thể gần như đã thối giữa trước đó của cậu lập tức khôi phục về trạng thái ban đầu. Sau đó, được huyền công cửu chuyển hóa kỳ khống chế, những sức mạnh cấm kỳ này ngưng tụ thành một chân phù. Ngô Bình vốn dĩ muốn đột phá đến cảnh giới chân phù cấp 4 bí cảnh, nhưng cậu không ngờ chân phù đầu tiên mà cậu ngưng tụ lại là chân phù cấm kỳ có sức mạnh cấm kỳ. Quá trình luyện hóa cấm kỳ kéo dài gần 4 tiếng, sau khi tất cả sức mạnh cấm kỳ bị hút vào rồi đi vào chân phù cấm kỳ, trời đã dần sáng. Phương Lập từ xa đi tới, vui mừng nói, chúc mừng cậu Ngô, cậu đã thành công. Sau khi hấp thụ sức mạnh cấm kỳ phân giã, sau này cậu sẽ có thể sở hữu một thần thông cấm kỳ cực mạnh, đại hủ hủ thuật. Ngô Bình cảm nhận được chân phù cấm kỳ của sự phân giã đó, bỗng nói, không ngờ cốt lõi của công pháp. Cấp hoàng lại là bí lực. Phương Lập, đương nhiên rồi. Bí lực là nền tảng của mọi sự tu hành, đồng thời cũng là năng lượng cao. Cấp tạo thành vũ trụ. Cho dù là pháp tắc đại đạo của trời đất cũng được hình thành hoặc ảnh hưởng bởi bí lực. Ngô Bình như có điều suy nghĩ nói, xem ra tôi nhất định phải đến Đại Lục Thánh Cổ một chuyến. Phương Lập, đúng thế, nếu muốn hiểu được sự huyền bí của vũ trụ thì phải đến đó một chuyến. Ngô Bình không nói gì thêm, chỉ xoay người đi ra ngoài. Khi đến cửa, cậu vung tay lên, đám người Lưu Tử Khải tỉnh dậy từ ảo ảnh. Nhưng vào lúc này, họ ghép những trải nghiệm trong thực tế và ảo ảnh lại với nhau. Lưu Tử Khải cười nói, cũng may chúng ta may mắn. Nếu không vừa rồi đã chết trong đó rồi. Ngô Bình gật đầu, ừ, thế nên chúng ta đi mau thôi, có lẽ thứ bên trong đó sắp đuổi theo ra đây rồi. Mọi người sợ hãi vì trong ảo ảnh họ đã gặp phải chuyện gì đó rất khủng khiếp, nếu Ngô Bình không ra tay, họ đã chết ở bên trong. Mọi người đều nói, chúng ta mau đi thôi. Ngô Bình vung tay lên, mọi người bay vào không trung, sau đó đáp xuống trước cổng trường. Nhìn thấy nơi quen thuộc, mọi người thở phào. Liễu Tiểu Du nói, đàn anh mạnh thật đấy, hôm nay cảm ơn anh đã cứu bọn em. Ngô Bình, chuyện nhỏ thôi, đã mệt cả buổi tối rồi, trời sắp sáng đến nơi rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi. Mấy người này vừa đứng vừa nằm mơ cả một buổi tối, cả người đều đau nhức. Lưu Tử Khải nói, vâng đàn anh, buổi chiều sẽ gọi lại cho anh. Sau khi vây tay chào tạm biệt mọi người, Ngô Bình chuẩn bị tìm một nơi để lĩnh hội sức mạnh chân phù cấm kỳ. Nhưng chưa tìm được chỗ thì đã nhận được điện thoại của Diệp Ngưng Băng, Ngô Bình, có tin tức từ Học viện Hoàng gia. Tôi đã nộp đơn xin, bên Học viện Hoàng gia đã phê duyệt, 9 giờ sáng hãy đến đây báo danh, tôi đợi ở cổng học viện. Ngô Bình nói, vậy sao? Cảm ơn. Diệp Ngưng Băng, khách sáo với tôi làm gì, sau này chúng ta đã là bạn học rồi. Thật ra đáng lẽ đã thông qua lâu rồi nhưng Hoàng đế vừa mất thì tất cả mọi thứ đều bị trì trệ. Ngô Bình, không sao. Đúng 9 giờ tôi sẽ đến. Diệp Ngưng Băng, ok. Ngô Bình tu luyện đến gần 9 giờ thì thay đồ, đến Học viện Hoàng gia. Học viện Hoàng gia nằm trên núi Tử Long, phía đông, thần kinh, xung quanh được phong tỏa nghiêm ngặt, người không phận sự không thể nào đến gần. Có điều, Ngô Bình lại có thể tiến thẳng lên đỉnh núi Tử Long, xuất hiện trước cửa học viện. 4 thị vệ giữ cửa đều nhìn chằm chằm về phía cậu. Lúc này Diệp Ngưng Băng đang đứng ở đó đợi cậu, cô ta thấy cậu từ trên trời đáp xuống thì cười, nói, đi theo tôi nào, đến điểm danh trước. Mấy thị vệ thấy có người tiếp đón thì không nói gì, để cho Ngô Bình vào trong học viện. Học viện rất cổ kính, không có chút hình bóng nào của kiến trúc hiện đại,
đứng bên trong cứ như đang đứng giữa thời cổ đại. Ngô Bình đi trên con đường nhỏ trải đá vụn, hai bên đều là kỳ hoa dị thảo, cậu dùng thần niệm cảm nhận thì thấy xung quanh đều là những người có tu vi không tầm thường, học viện hoàng gia đúng là không tầm thường. Ngô Bình vừa quan sát không gian của học viện, vừa cảm ứng cao thủ ở đây. Phía trước bên trái của cậu có một ngôi nhà mái nhọn, cao 7-8 tầng, có sự dao động của pháp lực cực mạnh từ bên trong truyền ra. Cậu đoán trong căn nhà mái nhọn đó có cao thủ cảnh giới thần thông. Diệp Ngưng Băng để ý thấy ánh mắt của Ngô Bình liếc nhìn về phía đó thì giải thích, đấy là nơi ở của phó viện trưởng, tên là Kim Đỉnh Các. N chủ của học viện Hoàng gia là một vương gia, có điều, vương gia đó không quản lý nhiều, vì vậy người chịu trách nhiệm về việc trong viện chỉ có phó viện trưởng. Phải rồi, phó viện trưởng rất trẻ, chưa tới 30. Ngô Bình rất bất ngờ, trẻ vậy sao? Tu vi của phó viện trưởng cao không? Diệp Ngưng Băng nói, cảnh giới thần thông, 3 năm trước tiên giới xuất một kỳ tài, là đệ tử tinh anh của một thế lực lớn, rất hống hách. Anh ta nhìn thấy phó viện trưởng xinh đẹp tuyệt trần thì gióng trống khua chiêng theo đuổi phó viện trưởng, theo đuổi không thành thì bỏ thuốc với dược tính cực mạnh vào trà của phó viện trưởng. Phó viện trưởng nổi giận, đánh trọng thương đệ tử đó. Sư phụ của thiên tài đó tức giận, đến học viện hỏi tội, ông ta là cao thủ thần thông tầng 9, kết quả vẫn bị phó viện trưởng đánh bại chỉ với 3 chiêu. Cô ta kể đến đây thì nhỏ tiếng nói, nghe nói gốc gác của phó viện trưởng rất lớn, nhưng cụ thể thế nào thì tôi cũng không được rõ. Ngô Bình vô cùng kinh ngạc, thì ra phó viện trưởng là nữ, đấy là chuyện mà cậu không ngờ tới. Diệp Ngưng Băng cười, hôm nay cậu thi sát hạch trước, sau khi vượt qua thì sẽ chính thức là thành viên của học viện. Phải rồi, nếu thành tích của cậu đủ ưu tú thì phó viện trưởng sẽ đích thân đến gặp cậu và tặng phần thưởng. Ngưng Băng, sau khi tốt nghiệp học viện Hoàng gia thì sẽ làm gì? Làm việc cho Hoàng gia sao? Diệp Ngưng Băng cười, nói thế này nhé, phần lớn những người ở lại làm việc cho Hoàng gia đều là những người có tố chất bình thường. Mục tiêu thật sự của học viện là đào tạo nhân tài cho các thế lực lớn ở tiên giới. Trong học viện Hoàng gia nhỏ vậy thôi nhưng lại nắm trong tay rất nhiều suất vào các thế lực lớn ở tiên giới đớ. Ngô Bình không hứng thú với chuyện đó, vốn dĩ cậu đã là trưởng lão của kiếm các của Thái Hoàng giáo rồi, tiền đồ rộng mở. Có vị trí của thế lực lớn nào tôn quý hơn thân phận của cậu bây giờ? Nhưng cậu đoán chắc học viện Hoàng gia muốn mượn chuyện này để tạo quan hệ thân thiết với tiên giới. Quả đúng như vậy, Diệp Ngưng Băng tiếp tục nói, trên thực tế, học viện Hoàng gia mới là chỗ dựa của Hoàng gia. Dù đại hạ không còn nữa thì Hoàng gia vẫn có căn cơ rất bền chặt. Với tình hình hiện tại của Hoàng gia, dù có vào tiên giới thì cũng có thể đạt đến tiêu chuẩn của tông môn nhất phẩm. Ngô Bình hơi bất ngờ, có thể tương đương với tông môn nhất phẩm sao? Diệp Ngưng Băng gật đầu, nghe nói học viện Hoàng gia ngoài bồi dưỡng nhân tài cho các thế lực lớn ra, còn thành lập một tông môn bí mật ở tiên giới. Nhưng cụ thể là tông môn nào thì tôi chưa nghe ngóng được. Cô ta nói đến đây thì đột nhiên nói, phải rồi, Lâm Tôn cũng ở học viện Hoàng gia, anh ấy chuẩn bị vào cấm địa thượng cổ. Ngô Bình chau mày, cậu có ấn tượng rất sâu sắc với người này, cậu nói, bây giờ cậu ta là tỉnh anh hạng 2 của Thiên Trần giáo rồi sao? Diệp Ngưng Băng, không, bây giờ anh ấy đã là đệ tử nòng cốt rồi. Ngô Bình hơi bất ngờ, người này có thể trong thời gian ngắn như vậy. Từ đệ tử tinh anh trở thành đệ tử nòng cốt, nhất định phải trải qua những điều gì? Diệp Ngưng Băng, sau khi Lâm Tôn đột phá, đã trở thành truyền kỳ bí thần. Bí thần là tên gọi sau khi bí anh của bí cảnh tầng 8 trưởng thành, theo mức độ lớn nhỏ của bí thần tu luyện, cách gọi cũng khác nhau. Nhỏ hơn một tấc thì gọi là tiểu bí thần, lớn hơn một tấc, nhỏ hơn ba tấc thì gọi là đại bí thần, từ ba tấc đến 9 tấc thì là thượng bí thần, trên 9 tấc là truyền kỳ bí thần. Có điều nếu có thể vượt qua 10 tấc thì sẽ gọi là bí thần chí tôn. Vì vậy, Ngô Bình nghe thấy thành tựu của Lâm Tôn thì không khỏi giật mình, nói cậu ta đúng thật là rất giỏi. Diệp Ngưng Băng, đúng vậy, 10 tiên giới lớn nhất gộp lại, mỗi năm cũng có chưa được mấy bí thần truyền kỳ. Nhưng so với bí thần chí tôn thì bí thần truyền kỳ cũng chẳng đáng là gì. Tôi nghe nói trên cấp chí tôn còn có bí thần cấm kỳ không thể nào tưởng tượng được. Nữa. Trong ký ức của Ngô Bình cũng có ký ức liên quan đến bí thần chí tôn. Ở những thế giới khác nhau, màu sắc của bí thần chí tôn cũng khác nhau, chẳng hạn ở đại ngũ hành giới, bí thần chí tôn có màu vàng kim nên được gọi là bí thần hoàng kim chí tôn. Còn về bí thần cấm kỳ thì cậu chưa từng nghe đến. Cậu chợt có suy nghĩ,
bí thần cấm kỵ này nhất định cũng có liên quan đến sức mạnh cấm kỵ. Thế là cậu hỏi, Ngưng Băng, cấm kỵ trong bí thần cấm kỵ có từ đâu? Diệp Ngưng Băng lắc đầu, không biết, tôi chỉ nghe. Nói bí thần cấm kỵ chia thành bí thần tiểu cấm kỵ, bí thần đại cấm kỵ, cũng như bí thần chí cao đại kỵ. Ngô Bình thầm nghĩ, chuyện này chẳng phải vừa hay đối ứng với cấm kỵ tiểu thiên, cấm kỵ đại thiên và cấm kỵ chí tôn sao? Cậu hỏi, cô nghe những điều này từ ai? Diệp Băng Nhiên, kiếp trước tôi từng gặp một tu sĩ sắp chết, tự xưng đến từ một thế giới khác. Lúc đầu tôi tưởng anh ta đến từ linh giới, hoặc tiên nhỏ nào đó, nhưng sau đó tôi đã tìm thấy một số thứ tử di vật anh ta để lại, trong đó có một quyển sổ, ghi chép phương pháp tu luyện bí thần cấm kỵ. Chỉ là tôi mãi vẫn không hiểu cấm kỵ mà anh ta nói rốt cuộc là gì. Lúc này, giọng của Phương Lập lại vang lên trong đầu Ngô Bình, nhất định người đó đến từ Đại Lục Thánh Cổ. Vì Đại Lục Thánh Cổ không có bí cảnh nên bí thần đã ngưng tụ ở trúc cơ trung kỳ. Ngô Bình nhanh chóng đến được chỗ điểm danh, điền tên họ, tuổi tác và xuất thân lai lịch các thứ. Sau khi điền xong biểu mẫu, cậu nhanh chóng lấy được một tờ giấy, người phụ trách xử lý nói, được rồi, đến tòa số 3 đặt lịch thi sát hạch đi. Thế là Diệp Ngưng Băng dẫn Ngô Bình đến tòa số 3, tòa nhà này có 4 tầng, sảnh xử lý hồ sơ nằm ở tầng 3. Hai người họ đến đó thì thấy chỉ có hai người đang làm thủ tục tương tự. Ngô Bình vừa đến thì một cô gái tầm 20 tuổi, khá có khí chất cười, tiến về trước và nói, đến làm thủ tục thi sát hạch sao? Ngô Bình gật đầu, đưa giấy qua cho đối phương. Cô gái nhìn lướt qua rồi nói, mời đi theo tôi. Cô ta gọi Ngô Bình đến trước bàn, mời cậu ngồi xuống, sau đó đặt lịch thi giúp cậu. Cô gái xem sơ qua rồi hỏi, lịch tuần này kín hết rồi, thứ ba và thứ sáu tuần sau vẫn còn chỗ trống, cậu chọn ngày nào? Ngô Bình không ngờ người hẹn lại nhiều đến thế, chỉ đành nói, vậy thì thứ ba đi. Cô gái gật đầu, được, mọi người về đợi thông báo. Ra khỏi đại sảnh Ngô Bình hỏi Diệp Ngưng Băng, dạo này người đến học viện đăng ký đông lắm sao? Đông lắm, theo tôi thấy, mấy ngày nay ngày nào cũng có mấy chục người đến đăng ký, còn hẹn tham gia khảo sát. Ngô Bình nói, nếu không phải vì cấm địa thượng cổ, tôi chắc sẽ không đến. Diệp Ngưng Băng, đúng thế, cậu nhất định phải đến cấm địa thượng cổ. Còn nhớ người mà để lại tờ giấy tôi vừa nhắc lúc nãy không? Người này mang theo một tấm bản đồ, sau khi tôi nghiên cứu, tấm bản đồ đó có thể có liên quan đến cấm địa thượng cổ. Đợi đến khi cấm địa mở, tôi nhất định phải đến đó một chuyến. Ngô Bình hỏi, bản đồ như thế nào? Diệp Ngưng Băng đưa một tấm bản đồ rất cũ ra cho Ngô Bình mở ra xem, ghi nhớ nội dung trên đó. Sau đó trả lại cho cô ta. Ngưng Băng, cô nghĩ mấy điểm người kia ghi chú trên bản đồ có thể có gì? Diệp Ngưng Băng, có thể khiến hắn mạo hiểm vượt biên, tôi nghĩ những thứ đó chắc là rất quý giá. Ngô Bình, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi khám phá thử. Ngô Bình gật đầu, được. Vì Hàn Băng Nhiên vẫn còn đang thi nên Ngô Bình không ở lại lâu, nói được vài câu lại chạy đến chỗ thi. Lúc cậu về đến công viên gần trường thi thì thấy Mộc Băng Thiền đang đợi cậu. Anh Ngô Bình, nhìn thấy bóng dáng Ngô Bình, cô ấy vui vẻ vẫy tay. Ngô Bình cười nói, Mộc Băng Thiền, cô cả đêm không ngủ, sao không đi nghỉ đi? Mộc Băng Thiền mặt đầy phấn khích, cô ấy nói, anh Ngô Bình, tôi về ngủ một giấc, kết quả mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ tôi cảm thấy như mình đã trải qua mấy trăm năm. Ngô Bình khá ngạc nhiên, trải qua mấy trăm năm trong mơ. Trước kia cô từng nằm mơ như vậy chưa? Mộc Băng Thiền lắc đầu, không. Đây là lần đầu tiên. Tôi nghĩ chắc chuyện này có liên quan đến chuyện chúng ta trải qua đêm qua, đúng là một giấc mơ kinh khủng. Ngô Bình nhìn cô ấy cười nói, hình như cô rất vui. Mộc Băng Thiền mỉm cười, đột nhiên đôi bàn tay trắng nõn lấy một pháp quyết ra, ngay sau đó trong quanh người cô ấy tỏa ra một luồng sáng trắng nhàn nhạt, mang đến cảm giác thuần khiết. Ngô Bình nhìn ánh sáng trắng bên người cô ấy, ngạc nhiên hỏi, cô có thần thông? Thảo nào cậu lại ngạc nhiên? Cậu nghĩ rõ ràng Mộc Băng Thiền không có thần thông, sao cô ấy lại có thể thi triển được? Mộc Băng Thiền, tôi từng học được bản lĩnh này ở trong giấc mơ, gọi là thuật thánh quang. Thuật này có thể chữa khỏi bệnh tật, bị thương, tai họa, xui xẻo cho chúng ta. Sau khi tỉnh lại từ trong giấc mơ, tôi bèn thử. Xem, không ngờ lại thành công. Anh Ngô Bình, lẽ nào tôi tu hành trong mơ à? Ngô Bình sửng sốt. Không khỏi lại bắt mạch cho Mộc Băng Thiền,
cậu thấy mọi bệnh tật trong người cô ấy đều đã giảm bớt, hơn nữa thể chất cũng được cải thiện rất nhiều. Rõ ràng đây đều là tác dụng của thuật thánh quang. Chẳng qua Mộc Băng Thiền đúng là không có tu vi, thuật thánh quang mà cô ấy thi triển đó là sao? Cậu hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Băng Thiền, cô về khách sạn với tôi. Mộc Băng Thiền đỏ mặt, do dự vài giây rồi gật đầu, cô ấy nghĩ Ngô Bình sẽ không có ý nghĩ gì lệch lạc với mình. Hơn nữa cho dù có đi chăng nữa, cô ấy cũng không muốn từ chối. Lúc này Ngô Bình đang nóng lòng muốn biết thần thông của cô ấy ở đâu ra nên không để ý đến cảm nhận của cô ấy mà nắm lấy tay cô ấy đi, hai người lập tức đến một ngọn núi hoang ngoài thần kinh. Trên ngọn núi có mấy khối đá trắng, xung quanh cũng là dãy núi liên tiếp nhau. Mộc Băng Thiền vô cùng ngạc nhiên và hiếu kỳ, không đợi cô ấy hỏi, Ngô Bình đã nói, Băng Thiền, cô thử lại lần nữa xem. Có thể là thuật thánh quang, cũng có thể là cái khác. Mộc Băng Thiền khẽ gật đầu, hai tay siết lại, sau đó một tầng sáng trắng xuất hiện trên người Ngô Bình. Lần này cậu cẩn thận quan sát, cậu phát hiện, pháp lực có tác động lên mình không phải đến từ Mộc Băng Thiền mà đến từ một nơi cực kỳ xa xôi. Chính vì khoảng cách xa mà pháp lực của thần thông này mới có vẻ yếu, e là chỉ có chưa đến 1/100 hiệu quả ban đầu của nó. Nhưng dù vậy, cả người Ngô Bình vẫn cảm thấy thoải mái, cơ thể cũng có được nhiều lợi ích. Cậu rất kinh ngạc, lại nhìn Mộc Băng Thiền, rốt cuộc chuyện này là sao? Lẽ nào cô ấy cũng là tu sĩ sao? Nhưng nếu cô ấy là chuyển kiếp thì pháp lực ở những nơi xa xôi có liên quan gì đến cô ấy? Cậu nhất thời không nghĩ ra được, bèn hỏi Băng Thiền, cô còn nhớ chuyện trong mơ không? Mộc Băng Thiền gật đầu, nhớ chứ, nhớ rất rõ, cứ như tôi tự mình trải qua mấy trăm năm vậy. Ngô Bình, vậy có thể nói cho tôi xem một chút được không? Có thể nói chuyện với Ngô Bình là Mộc Băng Thiền cực kỳ vui, cô ấy gật đầu, đương nhiên là được. Anh Ngô Bình, anh muốn nghe từ đâu? Ngô Bình, kể từ lúc cô bắt đầu mơ đi, đừng chi tiết quá, nói những gì cô đã trải qua trong mấy trăm năm đi. Thế là Mộc Băng Thiền kể lại ngắn gọn cho Ngô Bình nghe chuyện trong mơ như kể chuyện. Trong mơ, Mộc Băng Thiền biến thành một cô bé tên là Thanh Tử, xuất thân cao quý, là công chúa của một nước cỡ trung. Lúc 9 tuổi, cô được một vị tiên sư thu nhận làm đệ tử, bắt đầu tu hành. Cô ấy cực kỳ có tài, năm 15 tuổi đã tu luyện được thần thông, 24 tuổi đạt đến thần thông hoàn thiện, 25 tuổi đạt đến đạo cảnh. Sau đó cô ấy chỉ mất 200 ngắn ngủi để đạt đến đạo cảnh hoàn thiện, đồng thời bước vào cảnh giới hỗn độn cao hơn. Nhưng sau khi bước vào cảnh giới hỗn độn, con đường tu hành của cô ấy cũng trở nên mờ mịt, tiến vào một cõi vô danh. Để đột phá, cô ấy đã đi vào một thế giới khác, Thánh Cổ Đại Lục. Ở Thánh Cổ Đại Lục, một mình cô ấy giết chết rất nhiều cường giả ngoại tộc, thậm chí còn từng luyện hóa cấm kỵ cực mạnh, trở thành truyền kỳ của Thánh Cổ Đại Lục, được mệnh danh là Tiên Tôn Tử Thanh. Ở Thánh Cổ Đại Lục, cô ấy cũng gặp được một người đàn ông mà cô ấy thích. Tuy nhiên, chính người đàn ông này đã phản bội cô ấy, bí mật sử dụng sức mạnh của lời nguyền để làm cô ấy yếu đi, sau đó thu hút các cao thủ ngoại tộc để hợp sức tấn công khiến cô ấy bị thương nặng. Sau khi bị thương nặng, Tiên Tôn Tử Thanh đã kích hoạt sức mạnh của pháp bảo cấm kỵ thời điểm nguy cấp, chuyển kiếp đến thế giới phàm trần, cũng chính là thế tục. Nghe đến đây, Ngô Bình đã hiểu, Mộc Băng Thiền chính là người chuyển kiếp của Tiên Tôn Tử Thanh. Cậu nhìn Mộc Băng Thiền, tâm trạng khó cân bằng, dịu giọng nói, Băng Thiền, nếu cô là người trong giấc mơ kia, cô có vui không? Mộc Băng Thiền lắc đầu, không vui ạ, vì cô ấy đáng thương quá, bị người mình yêu nhất phản bội, đau lòng lắm. Ngô Bình thở dài nói, vậy thì không nói chuyện này nữa. Tôi hỏi cô này Băng Thiền, cô muốn tu tiên giống tôi không? Mắt Mộc Băng Thiền phát sáng, gật mạnh một cái, muốn. Ngô Bình cười nói, nếu cô muốn tu luyện, từ hôm nay tôi sẽ bắt đầu dạy cô cách tu hành. Nhưng tôi không phải là sư phụ của cô, nếu đến thời điểm thích hợp, tôi có thể đề cử cô vào một tông môn nào đó. Mộc Băng Thiền cực kỳ vui sướng, cô ấy hỏi, anh Ngô Bình. Sau khi tu tiên, có phải tôi cũng có thể bay đi bay lại giống anh không? Ngô Bình cười nói, mấy thứ này chỉ là chuyện nhỏ. Bản lĩnh của tiên gia cao thâm, có thể rời núi lấp biển, trường sinh. Mộc Băng Thiền chớp mắt nói, vậy tôi muốn học tiên thuật cứu người, thế giới này sẽ không còn bệnh tật nữa. Mộc Băng Thiền từng trải qua đau đớn nên muốn giúp người khác thoát khỏi đau đớn. Ngô Bình nhìn cô ấy nói, được, tôi cũng có y thuật, nếu em muốn học thì tôi dạy cô. Sau đó cậu ngừng lại,
rồi nói, sau này có thời gian, cô kể lại chi tiết chuyện xảy ra trong giấc mơ cho tôi nghe. Cậu biết chuyện xảy ra trong mơ của Mộc Băng Thiền chính là cuộc đời của Tiên Tôn Tử Thanh. Những trải nghiệm này chắc chắn ẩn chứa rất nhiều thông tin hữu ích với cậu, chẳng hạn như công pháp, cấm kỵ, những chuyện đã xảy ra ở Thánh Cổ Đại Lục. Ngô Bình đưa Mộc Băng Thiền về trường học trước, còn cậu tiếp tục chờ Hàn Băng Nghiên thi xong. Môn thi sáng nay là toán học, Ngô Bình đợi khoảng 10 phút thì đã thi xong, trong tâm trạng của Hàn Băng Nghiên có khá tốt, khuôn mặt tươi cười như hoa. Băng Nghiên, toán học có khó lắm không? Hàn Băng Nghiên lắc đầu đáp, rất dễ. Ngô Bình nói, ừ, vậy đi thôi, đi ăn trước rồi anh sẽ dẫn em đi dạo khắp nơi. Buổi trưa, họ chơi ở xung quanh, chiều thi tiếp. Ngô Bình tìm một nơi yên tĩnh gần đó tu luyện, chuẩn bị ngưng tụ chân phù. Trước đó, cậu còn có một ý tưởng là lấy thiên chi bí lực làm trung tâm ngưng tụ tất cả các bí pháp lại thành một, cô đọng ra một lá chân phù có sức mạnh khủng bố. Lá bùa này sẽ bao gồm tất cả các bí ấn do những bí pháp cần thiết ngưng tụ ra. Nếu cần thì những bí ấn đó có thể thoáng chốc liên kết với nhau hình thành bí trận, sau đó phát ra pháp thuật mà Ngô Bình cần. Có điều, muốn ngưng tụ ra một lá chân phù mà chưa ai từng làm thậm chí là trước giờ chưa từng có thì cậu cần phải tham khảo một số thứ. Thế nên, cậu càng phải là người đi đầu làm ra nó. Tiền bối, tôi muốn hiểu sâu hơn về cảnh giới trúc cơ của Đại Lục Thánh Cổ. Sau khi Phương Lập biết được suy nghĩ của cậu bèn cẩn thận giải thích. Cảnh giới trúc cơ ở Đại Lục Thánh Cổ chia làm 4 bậc và 12 tầng. 4 bậc kia đều tồn tại độc lập, hoàn thành bất cứ một bậc nào đều có thể thử đột phá lên nguyên anh cảnh. Trong đó, trúc cơ tầng 1 còn được gọi là trúc cơ bình thường, đa số trúc cơ trên thế giới đều có thể trúc. Cơ bình thường, ở cảnh giới này phần lớn không có gì nổi bật nên mới có tên là trúc cơ bình thường. Trúc cơ tầng 2 có 3 tầng bao gồm trúc cơ tầng 1. Trong ngàn người mới có một người đột phá lên trúc cơ tầng 2, nên những tu sĩ có thể đột phá được thuộc dạng có tu chất khá tốt, bình thường đều là đệ tử số 1 trong tông. Vì vậy, trúc cơ tầng 2 được gọi là trúc cơ nhất lưu. Trúc cơ tầng 3 thì lại cực kỳ khó, có thể lên được ầng 3 đều trong cả triệu người mới có một. Thế nên, đương nhiên họ đều là thiên kiêu trong tông môn, bất kể ở đâu cũng là những nhân vật làm mưa làm gió. Vì lý do đó nên trúc cơ tầng 3 còn được gọi là trúc cơ thiên kiêu. Khó khăn nhất là trúc cơ tầng 4 và 12 tầng của nó, độ khó chắc phải gấp trăm lần tầng 3. Ở Đại Lục Thánh Cổ, cứ cách 1-200 năm mới xuất hiện một u sĩ trúc cơ tầng 4. Vì vậy, nó còn được gọi là trúc cơ tuyệt thế. Trong đó, ngưng tụ chân phù thuộc loại cảnh giới đầu tiên của trúc cơ nhất lưu. Cảnh giới này ở Đại Lục Thánh Cổ cũng được gọi là chân phù cảnh. Nhưng lại có một sự khác biệt nhỏ. Phần quan trọng nhất nằm ở chỗ chân phù cảnh cũng không phải một loại bí pháp mà là dung hợp nhiều loại. Ở Đại Lục Thánh Cổ, dung hợp những bí pháp khác nhau thành một loại, cách này chẳng những có thể nâng cao sức mạnh mà còn tăng lên cả hiệu suất. Chẳng hạn như, sức mạnh của 3 loại bí pháp là 100 điểm, tiêu hao cũng là 100 điểm. Nhưng nếu có thể dung hợp 3 loại bí pháp lại với nhau thì có thể bùng nổ ra 800 điểm sức mạnh, mà tiêu hao lại chỉ có 200 điểm. Vì lý do thần kỳ ấy mà đa số tu sĩ trên Đại Lục Thánh Cổ đều chọn cách dung hợp bí pháp. Thế nên, ở đấy đã hình thành rất nhiều trường phái dung hợp bí pháp. Phương Lập nói cho cậu biết sau khi dung hợp bí pháp, hợp 2 làm 1 được gọi là song nhất pháp, hợp 3 làm 1 gọi là tam nhất pháp, cứ thế mà loại suy ra. Song, sau khi mọi người phát hiện 5 hợp 1 khá là khó, còn khó hơn cả 6 hợp 1 rất nhiều, nhưng sức mạnh của 5 hợp 1 lại vượt xa 6 hợp 1. Còn phải kết hợp 5 loại bí pháp ngũ hành mới dung hợp được. Thế nên, bí pháp ấy còn được gọi là ngũ hành bí pháp. Cứ như thế, kế tiếp còn có thất tinh bí pháp, cửu âm bí pháp, cửu dương bí pháp. Chỉ là, hợp 3 làm 1 đã cực kỳ khó, với những bí pháp đặc biệt kia thì càng khó. Tu sĩ bình thường chắc chắn không là được, chỉ là những thiên kiêu mới dám thử một lần. Nói đến dung hợp bí pháp, mới trước đó Ngô Bình còn nghe Mộc Băng Thiền nhắc đến. Kiếp trước, cô ta từng nghiên cứu nên cực kỳ am hiểu về vấn đề này. Loại bí pháp dung hợp kiểu này có điểm giống với suy nghĩ cô động một đạo phù của Ngô Bình. Có điều, lối suy nghĩ của cậu càng tân tiến hơn, trực tiếp gộp những bí pháp lại với nhau, khi dùng lại kết hợp. Kể từ đó, cậu sẽ có được vô số cách phối hợp hình thành vô số loại dung hợp bí pháp. Ngô Bình nghe xong Phương Lập giới thiệu xong hình thức tu hành của trúc cơ thì cảm thấy trúc cơ của Đại Lục Thánh Cổ có vẻ hoàn thiện hơn. Cậu cần phải điều chỉnh cách tu luyện một chút,
bắt đầu tu luyện từ trúc cơ tầng 1. Chẳng hạn như cảnh giới thứ nhất của trúc cơ tầng 1, mở khiếu rồi mở ra bí khiếu. Trong lúc Ngô Bình tu luyện thì chưa bao giờ phát hiện bí khiếu. Hỏi Phương Lập mới biết bí khiếu không phải bẩm sinh đã có mà là lợi dụng bí pháp mở ra, và lại cứ một khiếu là một bí pháp. Nhưng bí pháp đó được các thế lực lớn của Đại Lục Thánh Cổ cực kỳ quý trọng, không dễ gì mà truyền ra ngoài. Đặc biệt là cơ thể người có 122 bí khiếu, với cách tu luyện của tu sĩ bình thường thì chỉ có thể mở ra được 25 bí khiếu. 25 bí khiếu khác chỉ có thiên tài của một số tông môn mới có cách mở ra. 25 bí khiếu kế tiếp chỉ có những tông môn hay thậm chí vương triều lớn mới có bí pháp đầy đủ để mở. Trong đó, 30 bí khiếu thần bí nhất cũng chỉ có những thế lực đứng đầu như đại giáo, hoàng triều mới có cách mở. Mà 20 bí khiếu cuối cùng thì đến trước mắt vẫn chưa có tông môn nào có được bí pháp đầy đủ để mở nó ra. Nếu một thế lực có được 3 năm bí pháp mở ra được những bí khiếu ấy cũng đã rất tốt rồi. Nếu có được 7-8 cái thì tuyệt đối sẽ bỏ xa những thế lực cùng cấp khác. Mà những thế lực ấy ở trong Đại Lục Thánh Cổ lại không vượt quá 10 cái. Vì thế, những thiên kiêu muốn mở ra 30 cái bí khiếu cuối cùng thì cần phải trả một cái giá rất lớn mời những thế lực khác đến giúp. Giao dịch ấy chẳng những có giữa những thế lực lớn mà giữa các thế lực nhỏ cũng thường xuyên xuất hiện, dù sao cũng có rất nhiều thế lực không đủ sức để gom đủ các bí pháp. Bản thân Phương Lập cũng giữ không ít bí pháp, vì thế dưới sự chỉ dẫn của ông ta, Ngô Bình đã tiến hành bước đầu trúc cơ tầng 1 và thành công. Cậu muốn mở ra bí khiếu thứ nhất nằm ở chính giữa ngực, khiếu này cực kỳ quan trọng. Một khi thất bại thì cả đời sẽ không thể mở được khiếu nữa, nên Ngô Bình đã vô cùng cẩn thận. Cũng may bí pháp mà Phương Lập cung cấp cực kỳ cao minh, Ngô Bình có thể hoàn toàn hiểu rõ. Muốn mở khiếu chẳng những cần có bí pháp mà còn cần bí lực tương xứng. Tuy bí lực có thể nhìn thấy ở mọi chỗ của Đại Lục Thánh Cổ, nhưng đây là bí lực cấp thấp. Như sơ cấp, trung cấp, nếu muốn có được bí lực huyền cấp, thần cấp thì chỉ thể đi vào khu vực riêng biệt hấp thu, mà những khu vực ấy lại thuộc sở hữu của những thế lực lớn. Có thể hấp thu bí lực huyền cấp được gọi là huyền thổ, còn thần cấp lại được xưng là thần thổ. So với Đại Lục Thánh Cổ thì thế giới của Ngô Bình lại có cơ hội hấp thu được bí lực huyền cấp và thần cấp. Đương nhiên, hai cái bí lực có cấp bậc cỡ đó cũng cực kỳ khó cảm giác được. Cuối cùng, Ngô Bình chọn một loại bí lực thần cấp mở ra bí khiếu đầu tiên. Bí lực thần cấp kia có được 3 loại tác dụng hỗ trợ lần lượt là kim cương bất hoại, vạn độc bất xâm, cấp tốc tự lành. Đây là chỗ quý báu của bí lực thần cấp, mà bí khiếu Ngô Bình chọn cũng là bí khiếu cao cấp nhất có rất ít các đại năng sở hữu. Ầm ầm, lồng ngực cậu chấn động, bí ấn thần cấp đã tồn tại trong cơ thể bỗng tụ tập lại một chỗ và dùng một cách thức kỳ diệu mở ra một không gian thần bí. Không gian này chỉ to khoảng con mắt, lại hình thành một lốc xoáy năng lượng. Bí lực tương ứng trong cơ thể Ngô Bình nhanh chóng tràn vào trong đó. Mà những bí lực hấp thu từ bên ngoài sẽ trực tiếp tiến vào bí khiếu rồi tự động chuyển hóa thành bí ấn. Phương Lập nói, trên lý thuyết thì bí khiếu cùng lắm chỉ có thể chứa được 100.000 bí ấn. Bí ấn càng nhiều thì bí lực sinh ra do bí khiếu sẽ càng mạnh. Tôi nếu một ví dụ nhé, nếu như nói cường độ bí lực sinh ra từ một bí khiếu có được 100 bí ấn là 1 thì bó khiếu có 1.000 bí ấn sẽ sinh ra cường độ lên tới 100. Cái sau không phải gấp 10 lần cái trước mà là gấp 100 lần. Ngô Bình rất tò mò hỏi ông ta, nếu 100.000 ấn bí khiếu thì sao? Phương Lập lắc đầu, không ai có thể làm được, chục nghìn ấn bí khiếu đã là cực hạn mà cơ thể tu sĩ trúc cơ có thể chịu đựng. Cho dù là tu sĩ nghìn ấn bí khiếu cũng không nhiều, chứ đừng nói là chục nghìn ấn, nếu có thể có 3.000 ấn bí khiếu cũng đã là tư chất thiên kiêu rồi. Ngô Bình gật đầu. Cậu hiểu được khó khăn trong đó là đâu. Cơ thể con người có 120 cái bí khiếu mở ra càng nhiều thì áp lực mà cơ thể phải chịu đựng càng lớn. Hơn nữa, sau khi vài bí lực được sinh ra bởi bí khiếu chồng lên nhau, uy lực sinh ra cũng không phải đơn giản là 1+1. Ngẫm nghĩ một lát, cậu quyết định tấn công chục nghìn ấn bí khiếu, xem thử mức độ chịu đựng của cơ thể. Bỗng chốc xung quanh có từng tia bí lực cấp thần tràn vào bí khiếu của cậu. Cũng chuyển hóa thành bí ấn trong đó. Chỉ là, bí lực bên ngoài quá mỏng manh, dù sao nơi này cũng không phải là thánh cổ đại lục, càng không phải là thần thổ nên tốc độ hấp thụ của cậu cực kỳ chậm chạp. Nếu cứ như thế, 100 năm cũng không đạt tới 100.000 ấn bí khiếu, Ngô Bình lẩm bẩm nói, cảm thấy bất lực, chẳng lẽ phải đến thánh cổ đại lục mới có thể tu luyện chính thức được. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện,
một không gian bí ẩn nào đó sâu trong cơ thể cậu mở ra, rất nhiều bí lực cuồn cuộn lao ra giống như dòng sông rót vào bí khiếu của cậu. Từ lâu Ngô Bình đã không còn ngạc nhiên khi gặp, điều kỳ lạ nữa, cậu nghi ngờ mình là người chuyển kiếp, trên người ẩn chứa vài bí mật. Bí lực quá nhiều, tốc độ chuyển hóa bí khiếu của cậu hơi không theo kịp. Vừa lúc cũng sắp hết giờ thi, Ngô Bình quay lại trường thi đón Hàn Băng Nghiên về khách sạn. Sau đó phần lớn thời gian Ngô Bình đều dùng vào việc luyện hóa bí lực, mãi đến ngày hôm sau Hàn Băng Nghiên đi thi ngày cuối cùng, cậu mới hoàn thành chục nghìn ấn bí khiếu thứ nhất. Như Phương Lập nói, bí lực được sinh ra bởi chục nghìn ấn bí khiếu gấp trăm lần nghìn ấn bí khiếu, gấp 10.000 lần trăm ấn bí khiếu. Bí lực mạnh như thế nhưng Ngô Bình cũng không cảm thấy khó chịu, chứng tỏ thể chất của cậu rất mạnh. Ngô Bình lấy dao găm cắt vào ngón tay, hiệu quả tự chữa trị của bí lực lập tức có tác dụng, vết thương của cậu lành lặn như lúc đầu trong vòng một phút ngắn ngủi, cũng chẳng để lại sẹo. Không hổ là bí lực cấp thần, hiệu quả quá thần kỳ, Ngô Bình rất hài lòng. Phương Lập nhìn thấy cậu đã thành công mở được bí khiếu thứ nhất, bèn nói cậu Ngô đúng là thiên tài, thế mà lại mở được chục nghìn ấn bí khiếu. Ngô Bình hỏi ông ta, nếu sau này 120 bí khiếu đều đạt đến chục nghìn, tôi sợ không chịu nổi. Phương Lập vội nói, không phải như thế. Trong 120 bí khiếu này cũng chỉ có mấy cái hoặc mười mấy cái là chủ tu thôi, lợi hại nhất cũng chỉ có mấy chục cái, không ai có thể tu luyện hết toàn bộ chục nghìn ấn. Nếu muốn tu luyện hết, cho dù là nghìn ấn cũng không có khả năng chứ đừng nói là chục nghìn ấn. Ngô Bình, ồ, còn có chủ tu à? Phương Lập, đúng thế, Thánh Cổ Đại Lục có rất nhiều công pháp, mỗi loại công pháp chỉ tương ứng với vài loại bí khiếu, có vài loại, có mười mấy loại, nhiều nhất là mấy chục loại. Ngô Bình lập tức hiểu ra, thì ra là thế. Những bí khiếu của chủ tu này được gọi là chủ khiếu, còn lại là phụ khiếu. Chẳng hạn như bí khiếu thứ nhất mà cậu Ngô vừa mở đó là chủ khiếu. Cho dù là loại nào công pháp đều phải dùng đến này khiếu. Không ngờ chỉ là tu hành một bí khiếu thôi mà lại khó khăn và phức tạp như thế. Ngô Bình hơi bất lực nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, dù sao bí khiếu này cũng là cơ bản. Buổi chiều, Hàn Băng Nghiên thi xong môn cuối cùng, Ngô Bình gọi Mộc Băng Thiền đến cùng đi ăn cơm, tiện thể cậu muốn nhờ cô ấy chỉ dạy thêm kinh nghiệm tu luyện bí khiếu. Thật ra Mộc Băng Thiền đã lấy lại được phần lớn trí nhớ, chỉ là bây giờ cô ấy vẫn chưa có cách áp mình vào. Kiếp trước, cũng may cô ấy nhớ rất rõ mọi chuyện trong mơ, Ngô Bình hỏi gì, cô ấy cũng đều có thể trả lời. Ăn được một nửa, Ngô Bình hỏi đến 120 bí khiếu tương ứng với những bí lực nào. Phải biết mỗi một bí khiếu có thể thả vào mấy ngàn vạn loại bí lực, 120 cái bí khiếu, vậy thì có vô số cách kết hợp chúng với nhau. Nhưng mỗi cách kết hợp khác nhau thì hiệu quả tạo ra cũng cực kỳ khác nhau. Bởi vậy, Ngô Bình mới nhờ Hàn Băng Nghiên chỉ bảo dùm. Mộc Băng Thiền căn cứ vào kinh nghiệm trong mơ để nói lại cho cậu biết, bí khiếu cơ thể người có vô số cách kết hợp, nhưng kết hợp hàng đầu cũng không nhiều, vì độ khó của chúng cực kỳ cao, hơn nữa còn là do nhiều người đi trước đã trải qua vô số lần thăm dò, dùng máu và mạng sống để đổi lấy bí mật lớn nhất, bí mật không thể truyền ra ngoài. Sự ảo diệu của tổ hợp bí khiếu bình thường chỉ truyền cho những người có huyết thống, người ngoài đừng hòng biết được. Cách tổ hợp tốt nhất của bí khiếu này thường được bảo tồn bằng cách của bí khiếu đồ, trong đó tộc người được gọi là nhân bí đồ. Bí đồ được chia làm 13 phẩm theo hiệu quả của nó, bí lực lưu hành trong tu sĩ bình thường đều không nhập phẩm. Bí lực thấp nhất của nhập phẩm là thập phẩm, theo thứ tự lên trên là cửu phẩm cho đến nhất phẩm. Trên nhất phẩm còn có vương phẩm, đế phẩm, thánh phẩm. Trong đó, nếu có bí khiếu cấp thần kết hợp với bí đồ thánh phẩm thì đó là truyền thừa cấp thần thánh. Nếu có bí khiếu huyền phẩm kết hợp với bí đồ đế phẩm thì đó là truyền thừa cấp huyền đế. Cứ thế suy ra, còn có truyền thừa cấp huyền vương, cấp huyền thánh, cấp thần vương, cấp thần đế. Nội dung quá nhiều, Mộc Băng Thiền sợ Ngô Bình không nhớ được, hơn nữa bí đồ không thể giải thích cặn kẽ được, cô ấy bèn lấy một xấp giấy trắng, vẽ lại toàn bộ bí đồ mà cô ấy biết từ trong giấc mơ. Chẳng mấy chốc bức bí đồ thứ nhất đã được vẽ xong. Phía trên có 7 bí khiếu, tương ứng với 7 loại bí lực cấp thần. 7 loại bí khiếu đều được bài bố ở lưng, đầu trên cơ thể người, tên là Thất Tinh Trảm Đạo Đồ, là bí đồ thánh phẩm. Sau này nếu hắn tu luyện 7 bí khiếu này là chính thì phải tu luyện công pháp cấp thần thánh, Thất Tinh Trảm Đạo Quyết. Ngô Bình hỏi, Băng Thiền, một người có thể tu luyện nhiều công pháp cùng lúc không?
Mục Băng Thiền dừng động tác vẽ lại, suy nghĩ một lúc rồi nói, theo kinh nghiệm trong mơ thì là có thể, chỉ cần hai công pháp không xung đột với nhau thì có thể tu luyện cùng lúc. Nhưng tu luyện mấy loại công pháp cùng lúc thì giữa các công pháp sẽ xảy ra hậu quả không lường trước được, hậu quả này có thể tốt, cũng có thể là xấu. Tất nhiên cũng có không ít thế lực có kinh nghiệm phong phú, biết công pháp nào có thể trợ giúp cho nhau, công pháp nào khác nhau nên anh có thể tham khảo. Mắt Ngô Bình sáng lên, vậy cô viết lại những điều này đi. Hôm nay vất vả cho cô rồi, sau khi làm xong chuyện này, tôi nhất định sẽ báo đáp cô. Mục Băng Thiền cười nói, không cần đâu, có thể làm gì đó cho anh Ngô Bình là tôi vui rồi. Ăn xong, Mục Băng Thiền lại vẽ thêm 4 bức bí đồ cấp thánh, còn viết cả 100 công pháp lên một tờ giấy. Đưa Mục Băng Thiền về trường, buổi tối Ngô Bình không làm gì cả, chuyên tâm nghiên cứu 5 bức bí đồ này. Tham khảo mấy trăm công pháp trên tờ giấy, Ngô Bình phát hiện có hai loại công pháp trong đó tương trợ cho nhau, một là Thất Tinh Trảm Đạo Đồ, hai là Cửu Cung Thiên Cơ Đồ. Đêm khuya, Ngô Bình bắt đầu tu luyện bí khiếu thứ hai của Thất Tinh Trảm Đạo Đồ dựa theo những gì Thất Tinh Trảm Đạo Đồ ghi chép, bí khiếu này cũng là bí khiếu cao cấp giống bí khiếu thứ nhất. Nếu không nhờ cậu có Phương Lập và Mộc Băng Thiền, cùng với điều kiện siêu phàm của mình, chỉ sợ 10 đời cũng không thể mở được bí khiếu thứ hai. Sáng sớm hôm sau, số lượng bí ấn của bí khiếu thứ hai của Ngô Bình cùng đạt đến 10.000. Trước đó cậu đã đồng ý đợi khi thi xong sẽ dẫn Hàn Băng Nghiên đi chơi, đích đến là Hải Mặc Ca, một đất nước vừa xinh đẹp vừa hỗn loạn. Giữa Hải Mặc Ca và Đại Hạ có một đại dương mênh mông, đi máy bay mất đến 2 ngày. Tất nhiên Ngô Bình sẽ không đi máy bay, cậu quyết định bay thẳng đến Hải Mặc Ca. Vì vậy, cậu đã chuẩn bị một ít đồ ăn. Mua một ấm thảm lông thủ công cỡ lớn với hoa văn đẹp mắt. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, cậu vung tay, tấm thảm lơ lửng giữa không trung, hai người nhảy lên ngồi trên tấm thảm bay rồi đi đến Hải Mặc Ca. Thảm bay vừa mềm mại vừa rắn chắc, giống như trải trên cỏ. Trong suốt chuyến đi, Ngô Bình ngăn cách lồng khí áp suất cao bên ngoài, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Hàn Băng Nghiên ngồi ở trên đó, nhặt một đống nho, vừa ăn vừa thưởng thức cảnh đẹp của núi sông. Đẹp quá, cô ấy nói, anh Bình, bao lâu thì chúng ta có thể đến Hải Mặc Ca? Ngô Bình, khoảng một tiếng. Hàn Băng Nghiên cười nói, vậy nhanh hơn đi máy bay nhiều rồi. Lúc đang nói chuyện thì tấm thảm bay đã bay đến bầu trời đại dương, Hàn Băng Nghiên ngửi được hơi thở của biển, cô ấy nằm lên chân Ngô Bình nhắm mắt nghỉ ngơi. Một lúc sau, cô ấy nhớ đến một chuyện nói, anh Bình, anh còn nhớ Trần Mậu Tông không? Ngô Bình ngẫm nghĩ, nhớ. Từng đứng nhất ở trung học số 1, sao lại nhắc đến cậu ta? Cách đây không lâu Trần Mậu Tông đã đi Hải Mặc Ca, nghe các bạn cùng lớp nói bây giờ anh ấy rất giỏi, là quân sư của một băng phái lớn. Em cũng thấy anh ấy khoe biệt thự và xe hơi trong nhóm. Ngô Bình cười nói, vậy à, anh còn tưởng cậu ta chỉ biết học, không ngờ còn có thể làm quân sư. Hàn Băng Nghiên, trước khi đi, em còn nhận được tin nhắn của anh ấy. Nói rằng đến bên đó sẽ tiếp đãi chúng ta chu đáo. Ngô Bình không ngại gặp mặt Trần Mậu Tông, bèn nói, được, cậu ta ở đâu? Hàn Băng Nghiên, thôi vậy, anh ấy chỉ nói mấy câu khách sáo thôi, chúng ta cũng không thể đến gặp anh ấy thật chứ. Chúng ta tìm một bãi biển đẹp rồi ở đó 2 ngày. Ngô Bình, Băng Nghiên, chẳng phải mấy ngày nay, em lên kế hoạch, có mục tiêu rồi sao? Hàn Băng Nghiên lấy một tấm bản đồ ra. Chỉ vào một hòn đảo nhỏ ở bờ biển phía đông Hải Mặc Ca nói. Chúng ta đến đảo Lam Tinh trước, ở đó có thể nhìn thấy cá heo, còn có thể thuê du thuyền đi câu cá. Ngô Bình nói, được, vậy đi đảo Lam Tinh. Không lâu sau, Hàn Băng Nghiên nhìn thấy một vùng đất xuất hiện ở phía trước, cô ấy mừng rỡ nói, anh Bình, có phải sắp đến rồi không? Ngô Bình ừ một tiếng, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vùng đất này, sau đó nhíu mày. Hàn Băng Nghiên để ý thấy vẻ mặt của cậu bèn hỏi, anh Bình sao thế? Vùng đất này bị ai đó bày bố đại trận luyện hồn, có thể có bản lĩnh như vậy chắc chắn không phải là tông môn tầm thường, Ngô Bình nghiêm túc nói. Hàn Băng Nghiên tò mò hỏi, anh Bình, đại trận luyện hồn này có tác dụng gì? Đại trận luyện hồn có thể hút hết hồn lực của người sống, sau đó chuyển hóa hồn lực thành năng lượng có thể cung cấp cho tu sĩ hấp thu. Năng lượng này có thể chuyển hóa thành tinh thạch linh hồn. Ngô Bình nói, tinh thạch linh hồn có rất nhiều công dụng, hấp thu luyện chế nó có thể cải thiện tư chất, tăng thêm thiên phú, còn có thể chữa lành thần hồn bị thương, tóm lại đây là đồ tốt. Hàn Băng Nghiên, nó hấp thụ hồn lực từ đâu?
Ngô Bình hơi nheo mắt nói, hấp thu từ cả vùng đất liền, chỉ cần là người sống ở vùng đất này, ít nhiều gì cũng sẽ bị hút đi một ít hồn lực. Hàn Băng Nghiên vô cùng ngạc nhiên, hấp thu hồn lực của tất cả mọi người sao? Họ làm thế thật quá đáng. Ngô Bình, Băng Nghiên, bây giờ anh đã biết tại sao Hải Mặc Ca lại đầy rẫy ma túy. Sau khi hít thứ này, linh hồn sẽ rơi vào trạng thái buông lỏng và yếu ớt, khiến cho hồn lực dễ bị hút đi hơn. Cho nên đây là lý do tại sao sau khi hít cocaine, những người đó sẽ trở nên người không ra người, ma không ra ma, vì hồn lực của họ liên tục bị hút đi, cuối cùng chỉ còn cái chết. Hàn Băng Nghiên sợ hãi, nói thế người dân cả nước đều bị nuôi giống bò sữa, sau đó hút lấy thần hồn của họ. Ngô Bình, đúng là thế. Người có tính cách khá tốt như Hàn Băng Nghiên cũng nghiến răng nói, đám người này thật ghê tởm, chúng đều đáng chết. Ngô Bình, trên đời này không có chuyện gì mới mẻ. Có người bị ép lấy sức lao động, những người này thì bị ép lấy hồn lực, hai kiểu người này có gì khác biệt. Thân là người ở tầng lớp thượng lưu, trong mắt họ thì người dân bình thường chẳng qua chỉ là một nhóm gia súc thôi. Đang lúc nói chuyện, hai người đã đáp xuống đảo. Lam Tinh, đảo Lam Tỉnh này cực kỳ đẹp. Nơi đây có một vùng nước biển rất nông, nước chỉ sâu 1-2 mét, có thể nhìn thấy được các loài sinh vật biển bơi qua bơi lại trong đó. Sau khi lên đảo, Ngô Bình vào nhận phòng ở một khách sạn trên đảo. Trước khi đến, Ngô Bình đã bảo, bên kế toán chuyển 50 triệu tiền Hải Mặc Ca vào thẻ ngân hàng của cậu, cũng là 50 triệu Kali. Khách sạn rất sang trọng, tất nhiên giá cũng không hề rẻ. Tỷ giá đổi giữa tiền đại hạ và Kali là 2.5. Giá phòng một đêm cho căn phòng có view nhìn ra biển mà Ngô Bình đặt cao đến 250.000 Kali, tương đương với 100.000 tiền đại hạ. Nhận phòng xong, Ngô Bình bảo Hàn Băng Nghiên đi nghỉ ngơi trước, một mình cậu đi ra ngoài khách sạn, kiểm tra xung quanh. Trong ấn tượng của cậu, nơi này khá bừa bộn, cậu phải dọn hết mấy nguy hiểm tiềm ẩn. Phong cảnh bãi biển quả thật rất đẹp, có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp mặc đồ bơi đang chơi đùa ở cách đó không xa. Người đến đây chơi đến từ khắp nơi trên thế giới, có cả người da đen, cổ đỏ, cũng có người nước Đại Hạ và nước Tống. Kể từ khi bắt đầu tu luyện, Ngô Bình đã có một thân hình cực kỳ chuẩn, cao 1m9, vai rộng eo thon, trên người tỏa ra khí chất nam tính có sức hấp dẫn chết người đối với phụ nữ. Cậu tùy ý đi đến bên đó, có hai cô gái tóc vàng đi đến từ cách đó không xa, thân hình nóng bỏng, trước. Ngực là đồi núi cao đồ sộ. Ngô Bình không khỏi đưa mắt nhìn thêm vài cái. Anh đẹp trai, có thể bôi kem chống nắng giúp tôi được không? Ngô Bình nhìn lướt qua, thầm nghĩ các cô cũng không phải đi một mình mà, tìm tôi giúp làm gì. Nhưng nghĩ lại thì cậu vừa lúc nhân cơ hội này nghe ngóng chút tin tức bên này, bèn cười nói, được thôi. Cậu đi đến chỗ hai cô gái nghỉ ngơi, hai người họ đang nằm trên ghế, Ngô Bình giao tiếp với họ bằng ngôn ngữ địa phương rất lưu loát, hai người đẹp tên gì nhỉ? Anh đẹp trai, khẩu ngữ của anh tốt thế, còn chính thống hơn cả bọn em. Em tên là Anna, một cô gái chân dài nói. Em là Lucy, cô gái mắt xanh kia cũng nói. Ngô Bình, chào Lucy, chào Anna, tôi họ Ngô. Sau đó cậu hỏi quanh đây có chỗ nào để chơi, hai người này biết khá nhiều nên nói với cậu rất nhiều điểm tham quan và những nơi cần phải lưu ý. Lúc này một người đàn ông ra sạp, mặc áo sơ mi kẻ sọc, từ xa đi tới. Trên thắt lưng còn đeo một khẩu súng. Nhìn thấy hẳn đến, hai cô gái hơi hoảng sợ, đều quay mặt đi không để cho người đến nhìn thấy như muốn tránh mặt hắn. Ngô Bình liếc nhìn người đến rồi tiếp tục xoa kem chống nắng lên đôi chân mịn màng của người đẹp. Người áo hoa vừa cao vừa to, bụng bự thấy rõ. Hắn đi về một bên, nhìn hai cô gái đẹp chằm chằm, cười miết và nói, người đẹp, sao lúc nấy lại bỏ chạy thế? Tôi đã cho người sắp xếp rồi, đi ăn cơm nhé. Tôi là người bản địa ở đây, các cô không nể mặt tôi thì tôi sẽ không vui đâu. Tôi không vui thì các cô cũng không sung sướng gì. Hàn nói với vẻ vừa lấy lòng vừa đe dọa, mặt cười tươi rạng rỡ. Sắc mặt hai cô gái rất khó coi, có vẻ rất sợ hãi, họ không có bạn đi cùng, lúc đến đây cũng không nghĩ sẽ gặp phải trường hợp thế này. Thế là họ chỉ đành nhìn sang Ngô Bình với ánh mắt cầu cứu. Ngô Bình liếc nhìn sang người đàn ông áo hoa. Hỏi anh là người của bang phái nào? Bang gấu đen hay là bang huyết nhận? Người đàn ông áo hoa vừa nghe Ngô Bình nói như thế thì liền quan sát cậu rồi hỏi cậu làm nghề gì? Quen biết tôi sao? Ngô Bình, tôi mà cần quen biết với loại nhãi nhép. Như anh sao?
Thật ra người đàn ông áo hoa chẳng có địa vị gì trong bang phái, hắn hơi chột dạ, hỏi, vậy cậu quen biết ai? Ngô Bình, cút ra xa một chút, tôi không còn kiên nhẫn đâu. Cậu nói xong thì mặt tối sầm lại. Tên áo hoa cảm nhận được một luồng sát khí, hắn đặt tay lên hông. Ngô Bình không thèm ngẩng đầu, chỉ bình thản nói, lúc tay anh chạm vào súng thì sẽ bị chặt đứt. Không tin thì anh cứ thử xem. Tên áo hoa sững người, sát khí trên người Ngô Bình còn mạnh hơn cả bang chủ gấp trăm ngàn lần. Bang chủ bang gấu đen của họ là lính xuất ngũ của nước La Sát, giết người không chớp mắt, người chết trong tay hắn cũng phải tầm từ 800 đến 1.000 người. Tên áo hoa nuốt nước bọt, hỏi, anh này, tôi không có ác ý, chỉ là muốn mời hai người đẹp đây đi ăn cơm thôi. Ngô Bình liếc hắn, mời người đẹp đi ăn cơm sao? Anh ra đường không soi gương à? Vẻ mặt tên áo hoa trở nên khó coi, hắn không đẹp. Trai, nhưng nói như vậy thì quá đáng quá. Hắn cố kiềm lại sự khó chịu trong lòng, nói, thiết nghĩ anh đây biết bang gấu đen của chúng tôi. Ngô Bình muốn hỏi thăm về tình hình của đại trận luyện hồn, cậu nghĩ biết đâu bang chủ của bang gấu đen này sẽ biết được sơ sơ nên nói, anh về nói với bang chủ của anh, có người muốn đến giết ông ta. Nếu ông ta không đến gặp tôi thì sẽ không thể sống qua được tối. Tên áo hoa giật mình, anh nói gì cơ? Có người muốn giết bang chủ của chúng tôi sao? Ngô Bình liếc hắn, nói, không sai, nếu anh không tin thì sẽ phải chết rất thê thảm. Chuyện này quá nghiêm trọng, người đó quay đầu bỏ chạy ngay, vừa chạy vừa cầm điện thoại, gọi cho bang chủ. Hai cô gái thấy hắn đã đi xa thì mới thở phào, nhìn Ngô Bình như thể một anh hùng. Ngô Bình, anh thật lợi hại, hắn đã bị anh dọa cho bỏ chạy rồi. Ngô Bình vỗ nhẹ lên đường cong đẫy đà của Lucy rồi nói, lật lại. Lucy ngoan ngoãn phối hợp, Ngô Bình thoa kem chống nắng rồi hỏi hai cô gái, hai cô đi một mình, không dắt theo người yêu sao? Anna buồn bã đáp, họ rời đảo rồi, nói rằng bên ngoài nguy hiểm, không cho chúng tôi đi. Ngô Bình vừa nghe là hiểu ngay, nhất định hai tên đó đã đi ăn chơi đàn đúm rồi, dù sao dắt theo bạn gái cũng sẽ không tiện. Cậu cũng không vạch trần, chỉ cười cho. Qua chuyện, sau khi thoa kem chống nắng cho họ xong, Ngô Bình vẫy tay, đứng dậy đi về phía biển, Hàn Băng Nghiên thích cá heo, cậu muốn xuống biển xem thử có phải xung quanh đây thật sự có cá voi không. Sau khi xuống biển, cậu bơi còn nhanh hơn cá, cậu có thể di chuyển rất nhanh dưới biển. Lý do là vì cơ thể cậu đã khơi thông hai bí huyệt vạn ấn với bí lực vô cùng mạnh, vậy nên nước biển không thể nào tiếp xúc với da cậu. Giữa da cậu và nước biển có một lớp chân không mỏng làm cho tốc độ cậu di chuyển dưới nước cực kỳ nhanh. Chính vào lúc này, năm con cá heo xuất hiện ở cách đó không xa, trong đó bốn con vây quanh một con, còn con ở giữa thì không ngừng vặn vẹo cơ thể, có vẻ rất đau khổ. Ngô Bình lập tức bơi qua, cẩn thận quan sát, con cá heo ở giữa ngậm một dây câu trong miệng, có vẻ đã cắn phải mồi câu của ngư dân. Cậu liền bơi qua, đưa tay võ nhẹ lên đầu cá heo. Cá heo cảm nhận được thiện chí của Ngô Bình thì gật nhẹ đầu, lập tức nằm yên, mở miệng ra. Ngô Bình đưa tay vào trong, nhẹ nhàng lấy một chiếc lưỡi câu rất lớn ra, nó móc ngược lên trên nên lúc lấy ra con cá heo đau đớn đến rùng mình. Ngô Bình đưa lưỡi câu cho nó xem, sau đó vứt xuống biển. Cá heo vui mừng, bơi qua bơi lại quanh cậu, giống như đang muốn tiếp cận cậu vì cảm kích. Ngô Bình dìu cá heo, nô đùa trên biển. Trong lòng nghĩ lát nữa nhất định phải đưa Hàn Băng Nghiên đến đây vui đùa cùng chúng. Không biết có phải vì mùi máu tanh bốc lên khi lấy lưỡi câu ra hay không mà hai con cá mập khổng lồ đã xông đến, dài gấp đôi cá heo, vô cùng hung hăng. Mấy con cá heo không hề hoảng loạn, chúng vây chặt lấy Ngô Bình, rõ ràng là đang muốn bảo vệ cậu. Trong ý thức của chúng, sinh vật trên đất liên như Ngô Bình chắc chắn không thể đánh lại được cá mập. Ngô Bình đẩy một con cá heo ra. Rồi xông ngay về phía cá mập, tát cho nó một cái, nếu cá mập nó mặt thì chắc cậu đã tát lên mặt nó rồi. Cá mập vừa há miệng ra thì đã bị đánh cho choáng váng, xoay tròn, chìm xuống đáy biển. Cá heo vui mừng, phát ra sóng âm mà con người không thể nghe được, nhưng Ngô Bình thì lại có thể. Cậu mỉm cười, tiếp tục vui đùa cùng cá heo. Lúc này, một con cá heo đột nhiên dùng mũi húc nhẹ Ngô Bình, sau đó bơi về phía xa. Nó vừa bơi vừa quay lại nhìn Ngô Bình, có vẻ như muốn cậu đi theo nó. Ngô Bình tò mò, thầm nghĩ nó đang muốn đưa mình đi đâu. Sau đó thì đi theo nó. Cậu bơi cùng cá heo mấy chục dặm thì bơi đến một khe biển rất sâu, khe biển này ít nhất cũng sâu đến 7-8 ngàn mét, bên dưới vô cùng tăm tối,
sinh vật biển ở các tầng cũng không giống nhau. Cá heo dẫn theo Ngô Bình lặn sâu xuống, nhưng lặn được mấy trăm mét thì đã đến giới hạn của chúng, còn Ngô Bình thì vẫn không có cảm giác gì. Cá heo thấy cậu cứ như thế thì ra hiệu cho cậu tiếp tục bơi xuống sâu. Ngô Bình gật đầu, ra dấu cho bọn chúng bơi lên trước, còn mình thì lặn nhanh xuống đáy biển sâu. Cậu biết những con cá heo này rất thông minh, bọn chúng muốn dẫn cậu đến đây cho bằng được chứng tỏ trong khe biển này nhất định có thứ gì đó, mà thứ đó là thứ mà đến cả bọn cá heo cũng cho rằng rất đáng giá. Cuối cùng cậu cũng lặn đến đáy khe biển, không gian ở đây giống một thung lũng khổng lồ, địa hình cũng khá phức tạp, diện tích rất lớn. Cậu dùng thần niệm và nhanh chóng phát hiện cách đó mấy trăm mét có một cỗ quan tài đồng khổng lồ. Cỗ quan tài đồng đó có màu tím, dài hơn 100 mét, cao 45 mét, mặt ngoài có khắc rất nhiều phù văn. Ngô Bình quan sát những phù văn đó, với kinh nghiệm của mình, cậu đoán những phù văn đó đều có tác dụng phong ấn. Lẽ nào trong cỗ quan tài đồng có thứ gì đó bị phong ấn? Thần niệm của cậu không thể nào xuyên qua được cỗ quan tài đồng, thế nên cậu cẩn thận lắng nghe, cảm nhận tiếng hơi thở yếu ớt từ trong cỗ quan tài truyền ra, rất chậm, dường như 15 phút mới hít một hơi, 15 phút mới thở một hơi. Cậu giật mình, sau đó quay về theo đường cũ, không biết bên trong đó là thứ gì nên không dám tùy tiện mở ra. Cậu quay lên mặt biển thì vẫy tay với cá heo, sau đó bơi nhanh vào bờ. Cá heo liều mạng đuổi theo sau, nhưng không sao đuổi kịp, vậy mà chúng vẫn cứ bơi về phía trước. Ngô Bình về lại khách sạn, thấy Hàn Băng Nghiên đã thay đồ tắm thì hai mắt sáng lên, nói, Băng Nghiên, em đẹp quá. Hàn Băng Nghiên mỉm cười, quần áo anh ướt thế, đi tắm rồi à? Ngô Bình gật đầu, anh dắt em đến một nơi thú vị, chỗ đó có cá heo. Hai mắt Hàn Băng Nghiên sáng lên, cô ta nói, có cá heo thật sao? Ở đâu thế? Ngô Bình kéo anh ta, chớp mắt đã biến mất. Giây tiếp theo, bọn họ đã xuất hiện cách bờ biển mấy cây số, đàn cá heo đang bơi đến. Sau đó, Ngô Bình vỗ vào lưng Hàn Băng Nghiên, bí lực tiến vào thân thể cô ấy, giúp phổi cô ấy có khả năng hấp thụ khí oxy từ trong nước. Hàn Băng Nghiên bơi trong nước, không khí đẩy ra khỏi phổi, hít thở nước biển. Mới đầu cô ấy chưa thích ứng kịp, nên bị sặc ho khan. Ngô Bình vỗ nhẹ mấy lần cô ấy mới cảm giác đỡ hơn. Bí lực có tác dụng thần kỳ, nước biển đi vào phổi cô, khí oxy bên trong lại tự động len vào phổi, tiến hành trao đổi oxy. Hàn Băng Nghiên cảm thấy rất thần kỳ và thú vị, bơi theo một chú cá heo. Đàn cá heo bơi đến, vây quanh chơi đùa người bạn này, thi thoảng lại dùng miệng chạm vào cô ấy rồi lại mau chóng né ra. Lúc này, Ngô Bình có cảm giác, cậu biết bang chủ bang Hắc Hùng đã đến. Bèn nói với Hàn Băng Nghiên, Băng Nghiên, em cứ chơi với bọn nó trước, anh đi lên bờ một chuyến. Có cá heo bảo vệ, Ngô Bình cũng không sợ xảy ra chuyện gì bất ngờ, lúc này lại mau chóng bơi lên bờ. Lúc này, có đến mười mấy người bên cạnh hai mỹ nữ mặc đồ bơi đứng trên bờ, người đứng đầu đội một cái mũ che nắng màu xám, mặc áo sơ mi màu xám, chân đi đôi dép tông cũ. Hai cô gái giật mình sợ hãi cũng chẳng dám lớn tiếng, bởi vì người này chỉ có một mắt. Một vết sẹo dài kéo dọc qua mắt trái anh ta, để lại một vết sẹo sâu trên gương mặt, khiến anh ta trông như một hung thần tàn ác. Không tìm được người của Ngô Bình, vẻ mặt người đàn ông một mắt này lạnh lùng nhìn người đàn ông báo tin mặc áo sơ mi kẻ. Người đàn ông áo kẻ run người, vội nói, bang chủ, lúc nãy anh ta còn ở đây. Còn chưa nói xong, Ngô Bình đã xuất hiện trừ trong màn nước, sau đó đạp sóng bay đến, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt bọn họ. Trong lúc đạp sóng, hơi nước bốc hơi nhanh chóng, quần áo cũng đã khô ráo. Người đàn ông một mắt lạnh lùng hỏi, anh nói có người giết tôi. Người nào? Ngô Bình lạnh nhạt nói, người giết anh chính là tôi. Người đàn ông một mắt bỗng sững người, sau đó cười nham hiểm, chỉ dựa vào cậu sao? Một luồng khí bỗng bùng nổ quanh người anh ta, một làn sóng xung kích chấn động xung quanh, khiến người xung quanh đều té ngã. Ngô Bình nhíu mày, không ngờ. Hồn lực của anh lại mạnh như vậy, tư chất cũng rất tốt. Nếu tôi đoán không nhầm thì anh hẳn đã hấp thụ không ít tỉnh thạch linh hồn rồi nhỉ. Chết đi. Ánh mắt người đàn ông một mắt bỗng lóe lên, sau đó một cơn bão tỉnh thần càn quét đến. Nếu đổi lại một người khác, thì đã ngất ngây lập tức, nhưng Ngô Bình lại không hề hấn gì. Cậu thản nhiên nói, có tỉnh thần lực mạnh, nhưng ngay cả thủ đoạn phản công cũng không có, đúng là phế vật. Vừa dứt lời. Ánh mắt cậu chợt u ám,
ánh mắt người đàn ông một mắt đột nhiên ngây dại, cả người chìm sâu vào ảo ảnh vô tận. Trong ảo ảnh, Ngô Bình đã mất hàng trăm năm tiến hành thuần hóa anh ta. Khi cậu búng ngón tay, người đàn ông đột nhiên tỉnh lại, lúc này anh ta vừa thấy Ngô Bình thì đã quỳ xuống đất, kính cẩn nói, chủ nhân. Lucy và Anna đều ngây người, người của băng hắc, Hùng cũng sững sờ, chủ nhân, chuyện gì vậy? Ngô Bình ừ một tiếng, nói, đứng dậy đi. Người đàn ông một mắt đứng dậy, Ngô Bình nói, anh đi theo tôi. Cậu dẫn người đàn ông một mắt đến chỗ hai chiếc ghế trên biển, hỏi tên anh ta. Người đàn ông một mắt tên Yatli cộng thêm một loạt tên phía sau, Ngô Bình dứt khoát gọi anh ta là Yatli. Cậu hỏi anh ta, tinh thạch linh hồn của anh lấy được từ đâu? Yatli, chủ nhân, tinh thạch linh hồn là do bang chủ thưởng cho chúng tôi. Thế lực tôi nhỏ, nên phần thưởng không được nhiều, chỉ có 7 viên. Mấy tên cầm đầu thì được phần thưởng nhiều nhất, lên đến mấy trăm viên, thực sự khác xa tôi. Ngô Bình, bang chủ các anh là ai? Yatli nói, ông ta tên Joy Bai, chúng tôi đều gọi ông ấy là Bạch Lang. Ông ta từng học pháp môn tu hành chính tông, thực lực rất mạnh, tất cả chúng tôi cũng không so được với ông ta. Ngô Bình, Joy Bai bảo các anh làm gì? Yatli, điều chế và vận chuyển cocaine, hàng hóa, để người của khắp đại lục đều có thể dùng được chúng. Ngô Bình, nói như vậy, lợi nhuận của các anh chắc chắn là cao rồi. Yatli nói, lợi nhuận cao, nhưng ngũ huyết minh chúng tôi muốn chống lại cơ quan quốc gia, vì vậy cần phải thu mua một lượng lớn vũ khí từ Bạch Đức Quốc. Cho nên kết quả là, tiền kiếm được đa phần đều mua vũ khí. Đương nhiên, hàng của chúng tôi cũng sẽ được bán đến Bạch Đức Quốc, dù sao lượng tiêu thụ ở Bạch Đức Quốc rất mạnh, hơn nữa còn có đông dân cư. Ngô Bình, Bạch Lang có nói cho anh tại sao phải bán những thứ hại người như vậy không? Yatli, là vì kiếm tiền, trải qua cuộc sống ăn chơi phóng túng. Ngô Bình hỏi anh ta, người vừa nấy đi theo anh, đều tin tưởng được không? Yatli, tin được, bọn họ đều là anh em nguyện ý đỡ đạn cho tôi. Ngô Bình, trong tay anh có bao nhiêu lính? Yatli, tôi chỉ có một vài tên đánh được, còn lực lượng vũ trang chân chính thì do bang chủ nắm quyền. Mỗi năm chúng tôi giao một phần tiền cho ông ta, ước chừng một nửa thu nhập của chúng tôi. Sau đó ông ta sẽ ra mặt mua vũ khí, duy trì lực lượng vũ trang. Dưới trướng Bạch Lang có bao nhiêu người? Tính giải rác ở khắp nơi thì có lẽ có hơn 30.000 người. Ngô Bình, thời gian trước đó, anh Hải Mặc không phải dùng hết sức lực tấn công mấy tên buôn thuốc phiện như các anh sao, các anh không gặp chuyện gì sao? Yatli, tiền của quân đội đều vào túi của các tướng quân, bọn họ mục ruỗng tận cùng. Diễn tập hàng năm, xe tăng máy bay của bọn họ cũng chẳng nhúc. Nhích gì, sau đó bọn họ bán lại nhiên liệu cho chúng tôi. Với cả kho đạn của bọn họ sớm đã trống rỗng, toàn bộ đều được bán giá thấp cho chúng tôi rồi. Đúng rồi, bên phía quân đội cũng có người của chúng tôi, một vài người trong số họ cũng là nhân vật cốt cán, thậm chí còn cử người giúp tôi vận chuyển. Ngô Bình, nói như vậy, các anh không chịu ảnh hưởng gì cả. Yatli, vô dụng thôi, quốc gia này đã thối nát rồi, không ai có thể thay đổi gì cả. Hơn nữa, Tổng thống phát động chiến dịch cấm thuốc phiện đã bị chúng tôi ám sát, chúng tôi kéo vợ và con gái ông ta trên đường làm nhục đến chết, sau đó dùng cọc gỗ xuyên qua thi thể bọn họ, dựng đứng dưới đất. Còn có các đại thần trị an, đại thần tư pháp của bọn họ, toàn bộ đều bị chúng tôi giết chết rồi. Ngô Bình bất giác im lặng, đúng là đất nước này thối nát rồi. Yatli, anh nói với Bạch Lang, cứ nói đã tìm được một mối lớn muốn được gặp mặt ông ta. Yatli, mấy chuyện này bình thường đều ra cho. Bang phái bên dưới như chúng tôi làm, ông ta sẽ không ra mặt. Trừ phi đồ anh mua đủ nhiều, hơn nữa có thể mở rộng thị trường mới. Ngô Bình, vậy anh nói với ông ta, tôi có thể mở rộng thị trường ở Đại Hạ Quốc. Yatli gật đầu, tôi thử xem sao. Ngô Bình liếc nhìn đồng hồ, nói, được rồi, nếu ông ta chịu gặp mặt, anh cứ sắp xếp chiều ngày mai. Yatli, vâng. Yatli lui xuống, Ngô Bình lại xuống biển, chơi đùa cùng Hàn Băng Nghiên và cá heo. Bọn họ lặn xuống đáy biển, nhặt ngọc trai, bắt cua, bắt tôm, vui vẻ thoải mái. Đến khi Hàn Băng Nghiên chơi mệt rồi, Ngô Bình mới đưa cô ấy về khách sạn nghỉ ngơi. Thức ăn khách sạn chuẩn bị mùi vị cũng bình thường, hai người ăn cũng không ngon, vì vậy Ngô Bình lấy ra đồ ăn ngon đã chuẩn bị trước. Buổi chiều, Ngô Bình thuê một du thuyền, cùng Hàn Băng Nghiên chạy ra biển. Hóng gió biển, ăn thịt nướng, uống bia địa phương.
Mấy chú cá heo cứ bơi gần quanh Ngô Bình, không chịu đi, thi thoảng còn bắt vài con cá, tôm ném vào thuyền. Ăn no uống ngon, hai người lại nằm trên bong thuyền phơi nắng. Qua hơn nửa tiếng, Hàn Băng Nhiên bất giác đã ngủ say, Ngô Bình ngồi xếp bằng, bắt tay tu luyện bí khiếu thứ ba. Bí khiếu thứ ba mà cậu muốn tu luyện cũng cần dùng đến bí lực cấp thần, ngưng tụ một vạn bí ấn ở bên trong. Cậu vừa mới ngưng tụ được khoảng trăm cái bí ấn thì đột nhiên mở mắt ra nhìn về phía xa. Lúc này một chiếc du thuyền lớn hơn đang đến gần nơi này, tốc độ rất nhanh. Lúc này thuyền trưởng cũng chạy ra ngoài, vẻ mặt khẩn trương nói với Ngô Bình, nhóm người này lai lịch khá lớn, lát nữa nếu họ lên tàu thì cậu phải trốn vào. Trong cabin, đừng nhìn họ, thậm chí đừng nói chuyện. Ngô Bình nhíu mày, cậu hỏi, họ là ai thế? Các thành viên của núi Cô Lâu. Thành viên của núi Cô Lâu đều là thế hệ đời sau của những người giàu có và quyền lực ở nước Bạch Ưng và Hải Mặc Ca, họ còn trẻ và bốc đồng, làm việc gì cũng không nghĩ đến hậu quả, thế nên thường làm vài chuyện quá đáng. Nói rồi, thuyền trưởng nhìn Hàn Băng Nghiên, bạn gái của cậu xinh đẹp như vậy, đừng để cô ấy lộ mặt ra ngoài. Ngô Bình cười mỉa, tôi biết rồi, ông về lái tàu tiếp đi. Thấy Ngô Bình dường như không nghe lọt lời mình nói, thuyền trưởng cũng hết cách. Thở dài một hơi rồi quay về buồng lái. Mười mấy phút sau, du thuyền đó bắt đầu đi song song với du thuyền của Ngô Bình, có thể thấy du thuyền của đối phương lớn hơn gấp mấy lần, dài ít nhất 150 mét. Chiếc du thuyền Ngô Bình đang đi trông có vẻ cực kỳ nhỏ bé khi đối diện với chiếc du thuyền này. Trên du thuyền, một đám nam nữ trẻ tuổi cúi đầu kiêu ngạo nhìn Ngô Bình, trong đó có hai người đàn ông. Cởi trần huýt sáo với Hàn Băng Nghiên. Hàn Băng Nghiên đã tỉnh. Nhìn thấy đối phương bất lịch sự như vậy, cô ấy nhíu mày mặc kệ. Một người đàn ông trong đó bỗng thổ nước bọt về phía bên này. Nhìn thấy nước bọt sắp rơi xuống du thuyền, Ngô Bình nheo mắt lại, nước bọt đó bỗng bay ngược về phía sau rồi đập mạnh vào miệng người nhổ ra đó, làm gãy răng cửa của hắn, hắn hét lên thảm thiết, che miệng lùi về phía sau, máu chảy ra từ giữa khe hở các ngón tay. Hắn! Ngô Bình hỏi Hàn Băng Nghiên, Băng Nghiên, du thuyền này cũng được lắm. Ở trên này không cần về khách sạn nữa. Hàn Băng Nghiên gật đầu, em biết một chiếc du thuyền loại này có giá 500 triệu tiền ưng. Tiền ưng là tiền tệ của nước Bạch Ưng. Nước Bạch Ưng có sức mạnh quốc gia rất mạnh, tiền ưng đã vì thế mà trở thành một trong những đồng tiền chính trên thế giới. Ngô Bình kéo Hàn Băng Nghiên đứng dậy, bay lên du thuyền của đối phương, đám người trợn tròn mắt. Mặc dù trên đời này có tu sĩ, nhưng bình thường đám con cháu nhà giàu như họ lại ít khi gặp phải. Ngô Bình nhìn người huýt sáo trước đó một cái, lạnh nhạt nói, anh tự mình nhảy xuống hay là tôi ném anh xuống? Người này ngạc nhiên, sau đó lớn giọng nói, anh biết tôi là ai không? Anh tôi là tướng quân Hải Mặc Ca đấy, tôi. Ngô Bình không có thời gian nghe hắn lải nhải, ném thẳng hắn xuống biển, sau đó cậu nhìn những người khác nói, các người chào đón tôi chứ? Đám người này khiếp sợ đến ngây người, đều gật đầu tỏ vẻ vô cùng chào đón Ngô Bình. Ngô Bình quay lại du thuyền nhỏ rồi cầm đồ lên. Chiếc du thuyền sang trọng cực lớn này có tên là San Diego, được trang bị rất nhiều tiện nghỉ sinh hoạt và giải trí. Chỉ với một lần cung cấp, nó có thể đi trên biển dong một năm. Không chỉ thế, trên đó còn có đầu bếp chuyên gia, người giúp việc, bartender, nhóm nhạc. Người trước đó bị ném xuống biển trèo lên du thuyền nhỏ, hắn không dám kêu gào nữa mà chạy về trong thuyền gọi một cuộc điện thoại vệ tình. Người bị đánh gãy răng cửa cũng bị Ngô Bình dọa sợ nhảy xuống biển, đồng hành cùng người kia. Ngô Bình rất ngang ngược, yêu cầu những người khác về phòng mình, không được ra ngoài khi chưa có sự cho phép của cậu. Cậu và Hàn Băng Nghiên trải qua một buổi chiều tuyệt vời trên du thuyền. Sau khi mặt trời lặn, Ngô Bình mới cho phép người trên thuyền ra ngoài ăn tối, còn cậu và Hàn Băng Nghiên độc chiếm một nhà hàng cực lớn. Có ban nhạc biểu diễn, đồ ăn cũng rất ngon. Bình rượu mà người phục vụ mở cũng là rượu ngon trị giá lên đến 1 triệu tiền ưng. Ăn uống no say, Ngô Bình và Hàn Băng Nghiên còn khiêu vũ. Đợi đến lúc trời tối hẳn, Ngô Bình và Hàn Băng Nghiên đã bay lên không trung, để lại đám người ngây ngốc bên dưới. Trở lại khách sạn, Ngô Bình lại tu luyện thêm một đêm nữa, thành công mở bí khiếu thứ ba. Khi 30.000 ấn bí khiếu được mở ra, Ngô Bình cảm thấy ba bí lực trong cơ thể mình đã có sự thay đổi vi diệu. Sự thay đổi này đã tăng uy lực của nó lên nhiều lần, cậu cảm thấy mừng vì mình không mở 50.000 ấn bí khiếu, 100.000 ấn, nếu không thì bây giờ cậu đã có thể chịu nổi rồi. Sáng hôm sau,
Yatli đến tìm cậu, anh ta đem đến tin tốt lành, Bạch Lang đồng ý gặp cậu. Cậu bảo Hàn Băng Nghiên đợi ở khách sạn, sau đó lên xe Yatli chuẩn bị để đi gặp Bạch Lang. Chiếc xe chạy đến một sân bay dân dụng, hai người lên một chiếc máy bay dân dụng bay đến lục địa Hải Mạc Ca. 30 phút sau, máy bay hạ cánh xuống một sân bay. Vừa đáp xuống đã có mấy người khí tức cực mạnh chạy tới, định chùm một chiếc túi vải màu đen lên đầu Ngô Bình. Ngô Bình tránh được, lạnh nhạt nói, tôi sẽ không đeo thứ này, nếu các người không có thành ý thì tôi đi về ngay. Người đến đón họ có một người đàn ông tóc xoăn, anh ta bật cười rút súng ra, chĩa vào đầu Ngô Bình nói, đến rồi thì không thể theo ý cậu được, hiểu không? Rắc. Ngô Bình đưa tay bẻ gãy cổ tay đối phương, sau đó đá hắn văng ra xa. Sau khi rơi xuống đất, người đàn ông tóc xoăn biến thành một người chết, máu chảy ra từ miệng và mũi. Yatli mắng những người khác, các người mù hết rồi à? Cậu Ngô này là quý tộc đại hạ, nếu các người dám vô lễ với cậu ấy thì hắn chính là kết cục của các người. Yatli cũng là một thành viên của liên minh, hơn nữa Ngô Bình quả thật rất mạnh, mấy người này lập tức không dám chùm đầu Ngô Bình nữa. Ngồi lên xe, lại đi khoảng 20 mấy phút nữa, xe mới chạy vào một trang viên, sau đó dừng trước một tòa nhà màu trắng. Trước tòa nhà màu trắng có một hồ phun nước, một người đàn ông ngồi bên cạnh đó, khoảng 3-40 tuổi, tóc vuốt ngược ra sau, nước da sẫm màu, có thể nhận ra hắn là con lai. Hắn vừa hút xì gà vừa dạy cho một cậu bé chưa đến 10 tuổi dùng súng. Phía đối diện là một người đàn ông cao lớn, toàn thân run rẩy và đầy vết thương, đội một quả táo trên đầu. Cậu bé cầm súng lên, tay cậu bé hơi run, họng súng lắc qua lắc lại khiến người đàn ông đội quả táo khiếp sợ đến mức run rẩy. Bằng! Viên đạn bay ra bắn trúng một khóm hoa bên cạnh. Cậu bé không phục, lại bắn thêm hai phát nữa, một phát bắn trúng chân trái người đàn ông, một phát bắn trúng nền đất trước mặt hắn. Nhưng người đàn ông không dám động đậy, chỉ nhìn người đàn ông đồ trắng bằng ánh mắt cầu xin. Đạn trong súng đã hết. Một thuộc hạ ở phía sau đi đến thì thầm vài câu với người đàn ông đồ trắng. Người đàn ông đồ trắng nhìn sang chỗ Ngô Bình, nói với cậu bé Arito, đi chơi đi. Người đàn ông đội quả táo trên đầu thở phào, cả người ngồi phịch xuống đất. Yatli dẫn Ngô Bình đi đến chỗ người đàn ông đồ trắng, thấp giọng nói, minh chủ, vị này là cậu Ngô ở nước đại hạ. Sau đó, người đồ trắng chính là Bạch Lang. Hắn nhìn Ngô Bình lạnh nhạt hỏi, cậu đã giết thuộc hạ của tôi. Ngô Bình, hắn lấy dùng chĩa vào đầu tôi giết hắn đã là nhân từ rồi. Người đồ trắng lắc đầu, cho dù cậu có lai lịch lớn thế nào, giết người của Bạch Lang tôi thì là kẻ thù của tôi. Hắn vừa nói xong, lập tức có hai người đàn ông cao lớn bước ra, một người trong đó cầm dao, người còn lại thì tay không. Người đàn ông tay không đó buộc một sợi dây màu đỏ trên đầu. Cơ bắp trên hai cánh tay chẳng chịt, tỏa ra ánh sáng như kim loại, đôi mắt hắn sâu thẳm, chỉ có đôi đồng tử màu bạc trông rất kỳ quái. Người đàn ông đồng tử màu bạc nhàn nhã đi về phía Ngô Bình, lúc hắn đi đến trước mặt Ngô Bình thì nở nụ cười, nói từng câu từng chữ cậu muốn chết thế nào. Ngô Bình cười ẩn ý nói, anh thì sao? Người đàn ông mắt bạc nhìn chằm chằm vào hầu kết của Ngô Bình, đột nhiên đấm về phía cậu. Hắn ra tay nhanh đến mức hầu hết các cao thủ đều không thể nhìn rõ động tác của hắn, tiếc là người đứng đối diện hắn là Ngô Bình, nắm đấm của hắn vừa dịch chuyển được vài mm, nắm đấm của Ngô Bình đã chạm vào hầu kết của hắn. Rắc! Cổ người đàn ông mắt bạc nghiêng sang một bên, miệng liên tục sùi bọt mép, cơ thể run rẩy nhưng có vẻ là không thể cứu được. Bạch Lang khá bất ngờ, nhưng cũng không nói gì, ngược lại đưa mắt nhìn một thuộc hạ khác cầm dao dựa khác. Con dao của thuộc hạ này cực kỳ nhanh, có thể chém nứt đạn, con dao trong tay cũng được làm bằng kim loại đặc biệt, thậm chí có thể chém nứt xe tăng và xe thiết giáp. Lần trước đánh nhau với quân đội, gã từng chém nứt nòng súng, giống như một mãnh thú chiến tranh. Ánh mắt thuộc hạ cầm dao lộ ra vẻ thận trọng, lúc nãy gã không nhìn rõ Ngô Bình ra tay như thế nào, chứng tỏ thực lực của đối phương vẫn cao hơn gã. Thế nhưng gã không hề sợ vì cơ thể gã đã từng được thánh quang rửa tội, đao súng bất khả xâm phạm. Ngay cả súng cũng không sợ thì sao mình có thể sợ một người được. Con dao dịch chuyển chém về phía cổ Ngô Bình, giống như lúc trước gã chém vào chiếc xe tăng đó. Con dao không gì có thể phá hủy được thế mà lại bị Ngô Bình giữ chặt, sau đó cậu bẻ nhẹ một cái, con dao bị gấy làm đôi. Người cầm dao biến sắc, vô thức lùi lại, nhưng đã muộn rồi, con dao gấy trong tay Ngô Bình bay ra,
dâm xuyên qua ngực gã. Cơ thể gã không sợ đạn, nhưng cũng không ngăn được con dao Ngô Bình ném ra, gã liếc nhìn Ngô Bình một cái rồi từ từ quỳ xuống đất. Đòn tấn công của Ngô Bình không đánh trúng vào chỗ hiểm của gã, chỉ đâm xuyên qua phần phổi. Anh tên gì? Ngô Bình nhìn người này rồi bỗng hỏi. Cậu có thể thấy thể chất của người này đã được một sức mạnh bí ẩn nào đó hỗ trợ nên cậu cảm thấy rất hứng thú. Người đàn ông thấp giọng nói, tôi tên Hồng. Ngô Bình, sau này đi theo tôi đi, tôi có thể giải quyết khó khăn của anh. Hồng ngẩng đầu lên hỏi, cậu biết. Không phân biệt được ảo giác và hiện thực, thường nửa đêm tỉnh dậy đi giết người, tôi nói đúng chứ, Ngô Bình hỏi. Hồng sửng sốt, gật đầu, đúng vậy, có lần tôi còn suýt giết chết chính gia đình mình. Người bạn thân nhất của tôi cũng chết dưới lưỡi dao của. Ngô Bình nói, chuyện của anh để sau Hằng nói. Nói rồi Ngô Bình nhìn Bạch Lang nói, đây là cách Bạch Lang anh tiếp đón khách đấy à? Bạch Lang cau mày, cả đời này hắn đã trải qua vô số biến cố đẫm máu, từng gặp rất nhiều cao thủ và người có năng lực, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp người mà hắn không thể nhìn thấu như Ngô Bình. Cậu là ai hả? Bạch Lang hỏi, hắn vẫn ngồi nguyên tại đó. Ngô Bình khẽ cười, tôi là chủ nhân của anh. Bạch Lang tức giận, nhưng ngay sau đó hắn rơi vào ảo giác. Ý chí của hắn rất kiên định, bị Ngô Bình trấn áp trong Huyền Thiên Mông hơn 700 năm nhưng hắn vẫn không khuất phục. Thế là Ngô Bình tiếp tục áp chế hắn, đợi đến 1.300 năm, ý chí của Bạch Lang cuối cùng cũng sụp đổ. Trong ảo ảnh, hắn quỳ xuống trước mặt Ngô Bình, khóc lóc thảm thiết. Thoáng chốc ảo ảnh biến mất, mặt Bạch Lang đầy nước mắt. Hắn lại nhìn Ngô Bình, sau đó quỳ xuống đất rồi bò đến trước mặt Ngô Bình, hôn lên chân cậu. Chủ nhân vĩ đại của tôi. Tôi sẽ không bao giờ phản bội cậu, cho dù trời đất có bị hủy diệt, tôi cũng muốn làm nô lệ trung thành của người. Hơn ngàn năm bị trấn áp, ngay cả thanh sắt cũng đã mài thành kim, huống gì là ý chí con người. Ngô Bình lạnh nhạt nói, vào nhà nói chuyện. Vâng, Bạch Lang đứng dậy, cung kính mời Ngô Bình đến tòa nhà màu trắng. Ngoài Yatli, mọi người đều bị khống chế, Ngô Bình nhìn Bạch Lang, anh có biết chuyện tỉnh thạch linh hồn không? Bạch Lang gật đầu, tôi biết, đám người đó bày bổ một trận pháp, có thể hút hết sức mạnh linh hồn trong không trung. Anh có tư cách vào được trận pháp đó không? Bạch Lang lắc đầu, chỉ có trở thành thành viên cốt cán của họ mới có thể tiến vào trong trận pháp. Anh nói thử xem chúng là ai? Thần Minh, Bạch Lang nói, là một tổ chức do. Đám người đó có quyền có thế nhất ở nước Bạch Ưng và các nước xung quanh thành lập. Thế là Ngô Bình hỏi kỹ hơn mới biết Thần Minh được. Thành lập thế nào? Thì ra nước Bạch Hưng ủng hộ tư bản tối cao, được coi như thiên đường của người giàu. Tất nhiên các ông trùm tư bản của nước Bạch Hưng đều có cách thức riêng của mình. Dần ra tài sản của các ông trùm tích lũy qua nhiều thế hệ đã đạt đến mức đáng kinh ngạc, đồng thời dần hợp lực với các thế lực tiên giới để đạt được thứ mình mong muốn, cũng chính là sự trường sinh. Tiên giới cung cấp một ít đan dược, các ông trùm tư bản làm việc cho những người ở tiên giới. Thiết lập trận pháp luyện hồn này. Đồng thời che đậy sự thật với mọi người dân là một trong những việc các ông trùm tư bản phải làm. Còn có rất nhiều việc tương tự như thế, đại trận luyện hồn trận chỉ là một trong số đó. Ngô Bình hỏi, các nhà tư bản giàu có này có thể lấy được đan dược thế nào? Bạch Lang, tôi biết vài người đã sống đến hơn 50 tuổi, một người có tuổi thọ lâu nhất sống đến hơn 1.300 tuổi. Ngô Bình cười nhạo, hơn 1.300 tuổi, người tu hành sống lâu như thế cũng không bao nhiêu. Ông ta đúng là sống lâu thật. Người đàn ông sống đến hơn 1.300 tuổi trông trẻ hơn tôi, nghe nói ông ta có thế lực lớn chống đỡ, có thể lấy được đan dược tốt nhất. Ngô Bình, có thể có tác dụng thần kỳ như thế ít nhất cũng là đan dược cấp 7, thế lực đó không tiếc lấy số đan dược đó đưa cho người khác. Bạch Lang, chủ yếu hỏi mấy chuyện này để làm gì? Ngô Bình nhìn hắn, tôi muốn lấy tất cả tinh thạch linh hồn đi, anh có biết nó được đặt ở đâu không? Bạch Lang, hàng năm tôi đều có thể được chia cho không ít cả tỉnh thạch linh hồn. Theo quan sát của tôi trong nhiều năm qua, cứ nửa năm thì mấy người bên trên sẽ lấy tỉnh thạch một lần. Dừng một chút, hắn lại nghĩ tới gì đó bèn nói, chủ nhân, tôi có một người em họ làm việc cho bọn họ, theo. Những gì nó nói với tôi thì mỗi năm đám người đó sẽ lén giấu một phần tinh thạch linh hồn, số lượng khoảng 1/3. Ngô Bình cảm thấy có hứng thú, sao em họ anh lại biết được chuyện này? Bạch Lang, ông chủ đó thích phụ nữ, vợ của em họ tôi cũng là một trong những người phụ nữ của ông ta, cho nên nó cũng được quan tâm đặc biệt,
chịu trách nhiệm về một số chuyện bí mật. Ngô Bình, đại trận này tồn tại bao nhiêu năm rồi? Bạch Lang, ít nhất là 800 năm rồi. 8 năm trước, hình như còn có các đại trận khác, chỉ là tôi không rõ lắm. Ngô Bình cười lạnh nói, thảo nào vùng đất này rất ít khi xuất hiện người tu hành xuất sắc, có đại trận này rồi, cho dù người có tài đến mấy cũng sẽ trở nên bình thường. Bạch Lang rất ngạc nhiên, chủ nhân, đại trận luyện hồn mà cậu nói có tác dụng lớn đến thế sao? Nó có thể ảnh hưởng đến tất cả người trên vùng đất này. Đương nhiên, cũng bao gồm cả anh, Ngô Bình nói. Bạch Lang lẩm bẩm, tôi không biết, tôi cứ tưởng tỉnh thạch là năng lượng hấp thụ từ trong không khí, hóa ra nó đang hại người. Ngô Bình, các anh cũng là đồng lõa, những thứ như cocaine sẽ khiến tinh thần con người lâng lâng, càng dễ mất hồn lực. Bạch Lang không phải người có lòng tốt, hắn chỉ cảm thấy chuyện này làm tổn hại đến hắn, gia đình và bạn bè hắn thôi. Hắn lập tức hỏi chủ nhân cần tôi làm gì. Ngô Bình, tìm ra nơi cất giữ tinh thạch linh hồn thông qua em họ của anh. Sau khi hoàn thành việc này, tôi cũng có thể cho anh đan dược, để anh có thể dễ dàng sống mấy trăm tuổi như hợ. Bạch Lang rất kích động, tuy hắn cũng có tu hành, nhưng tư chất có hạn, mãi vẫn chẳng phát triển được gì. Hơn nữa, nhìn thấy người ta sinh lão bệnh tử, hắn cũng vô năng vô lực. Lời của Ngô Bình khiến hắn bỗng chốc, ngập tràn ý chí. Tinh thần tăng lên gấp bội. Xin chủ nhân yên tâm, tôi nhất định sẽ tra được nơi cất giữ tinh thể. Sinh mệnh đan mà Ngô Bình luyện chế vẫn còn một ít, cậu lấy ra hai viên đưa cho Bạch Lang, nói thưởng cho An. Nói xong thì quay người rời đi. Tại khách sạn Ngô Bình ở, lúc này Hàn Băng Nghiên đang ở sảnh đợi, ngồi đối diện là Trần Mậu Tông. Trên người Trần Mậu Tông không còn dáng vẻ tên một sách nữa, mà trở nên khôn khéo, lanh lợi hơn. Nửa tiếng trước, hắn đột nhiên liên lạc với Hàn Băng Nghiên, nói mình đã đến đảo Lam Tinh, hy vọng có thể gặp cô ấy. Ngô Bình không có ở đây, Hàn Băng Nghiên bèn nhẹ nhàng từ chối, nhưng Trần Mậu Tông không biết dùng thủ đoạn gì mà tra được khách sạn Hàn Băng Nghiên ở, còn chạy đến sảnh đợi cô ấy. Hàn Băng Nghiên hết cách, chỉ có thể đến gặp hắn. Mấy hôm nay cô ấy ở cùng Ngô Bình, khí chất Hàn Băng Nghiên cũng thay đổi rất nhiều, trở nên cao quý hơn nhiều. Hơn nữa cơ thể cô ấy cũng đang trong giai đoạn phát triển, càng trưởng thành hơn, khiến Trần Mậu Tông vừa nhìn thấy đã không đè nén được kích động gạch dưới trong lòng. Hắn hít sâu một hơi, nói, Băng Nghiên, em biết bây giờ tôi đang làm gì không? Hàn Băng Nghiên ừ một tiếng, không biết, ánh mắt cô thì nhìn chăm chăm vào điện thoại nhắn tin cho. Ngô Bình, Trần Mậu Tông cười nói, bây giờ tôi đang giúp ông chủ quản lý đến mấy trăm người. Mỗi ngày tiền qua tay tôi lên đến mấy chục triệu ưng tệ, một năm lên đến mấy chục tỷ ưng tệ đấy. Ồ, Hàn Băng Nghiên lại không có vẻ gì là bất ngờ. Trần Mậu Tông nhíu mày, nói, Băng Nghiên, em suy nghĩ lại đi, quen với tôi sẽ khiến em hạnh phúc. Cái tên Ngô Bình kia căn bản không xứng với y mồ. Hàn Băng Nghiên bỏ điện thoại xuống, vẻ mặt châm chọc, sao anh biết anh ấy không xứng với tôi? Trần Mậu Tông thản nhiên nói, thành tích hắn tuy tốt, cũng thi đậu đại học thần kinh, nhưng vậy thì sao? Chứ, tốt nghiệp xong chẳng phải cũng phải đi làm công hay sao? Nói câu khó nghe thì hắn có thể cũng phải làm công cho người không có văn hóa. Hàn Băng Nghiên không nhịn được hỏi Trần Mậu Tông, anh đến chỗ Hải Mặc Ca bao lâu rồi? Trần Mậu Tông, cũng chưa bao lâu cả, chưa đến 3 tháng. Hàn Băng Nghiên ồ một tiếng rồi nói, xem ra anh không hiểu gì về Ngô Bình cả. Trần Mậu Tông cười lạnh, hắn có gì hay ho mà hiểu chứ? Một tên sinh viên nghèo mà thôi. Nói xong, hắn lấy một tấm thẻ ra đặt trước mặt Hàn Băng Nghiên, nói rõ từng câu từng chữ, Băng Nghiên, trong này có 10 triệu ưng tệ. Dù có 10 kiếp thì Ngô Bình có thể kiếm được nhiều như vậy không? Đồng ý làm bạn gái tôi thì tiền này tôi đều sẽ cho y mồ. Nhiều tiền như vậy, lúc này, bên cạnh bỗng vang giọng của Ngô Bình. Hàn Băng Nghiên bông quay đầu, cười nói, anh Bình. Trần Mậu Tông nhìn thấy Ngô Bình thì chán ghét, ban đầu hắn vốn dĩ muốn theo đuổi Hàn Băng Nghiên, nếu không phải do Ngô Bình xuất hiện, thì có khả năng hắn sớm đã thành công rồi. Hắn cất tấm thẻ, nhìn Ngô Bình nói, Ngô Bình, tôi đến đây là để nói rõ với anh, tôi muốn đưa Băng Nghiên đi. Ngô Bình chớp mắt, anh muốn đưa cô ấy đi. Không sao, Trần Mậu Tông vẫy tay về phía xa, lập tức có 6 người vây lại, bọn họ đều mang theo súng bên hông, vừa nhìn đã biết không phải người đàng hoàng. Ngô Bình liếc nhìn mấy người họ, rồi ngồi xuống bên cạnh Hàn Băng Nghiên,
ôm vai cô ấy hỏi, Băng Nghiên, sao anh thấy hắn phiền vậy? Hàn Băng Nghiên khẽ cười, em cũng thấy vậy. Trần Mậu Tông tức giận, Ngô Bình, có tin tôi bảo. Bọn họ giết chết anh không? Ở Hải Mạc Ca này, mỗi ngày có đến cả chục nghìn người chết bất đắc kỳ tử, thiếu anh cũng chẳng sao. Ngô Bình nhìn hắn, nói Trần Mậu Tông, tôi với anh chung quy cũng học cùng trường ra, anh làm như vậy có phải quá đáng rồi không? Trần Mậu Tông cười lạnh, quá đáng. Tôi nhiều tiền hơn anh, có thủ đoạn hơn anh, tôi muốn làm gì anh thì cứ làm. Như vậy không gọi là quá đáng, mà là thực lực. Ngô Bình thở dài một hơi, cũng ngoắc tay về phía cửa. Thoáng chốc, Yatli dẫn theo hai đàn em đi vào khách sạn. Lần này cậu quay về khách sạn, mấy người này cũng qua theo, nghe theo mệnh lệnh. Yatli vừa vào đã kính cẩn nói, chủ nhân có gì dặn dò. Ngô Bình chỉ vào Trần Mậu Tông, người này nói, hắn muốn giết tôi hơi sợ. Yatli nhìn Trần Mậu Tông, mấy người sau lưng Trần Mậu Tông nhìn thấy Yatli, sắc mặt lập tức tái nhợt, lập tức cúi thấp đầu. Yatli cười lạnh, hắn liếc nhìn mấy người họ, nói các cậu là đàn em tạm thời của Lý Bì. Mấy người này vội nói, vâng thưa lão đại Hắc Hùng, lão đại chúng tôi là Lý Bì. Vẻ mặt Yatli khinh thường, Lý Bì mã cũng xứng để gọi là lão đại sao. Gọi điện thoại, bảo hắn lăn đến đây gặp tôi. Mấy người này bị dọa sợ đều quỳ xuống đất, vội vàng cầu xin. Lão đại Hắc Hùng, chúng tôi không biết thân phận người này, chúng tôi sai rồi, xin đừng nói cho Lý Bì, hắn sẽ giết chúng tôi mất. Lý Bì, chỉ là một nhánh phân phối dưới quyền của Yatli, bình thường nhìn thấy hắn như chó vậy. Trần Mậu Tông ngây người, chuyện gì đây? Sao Ngô Bình lại quen biết lão đại ở đây? Lúc này, mấy tên đàn em kia bỗng đè Trần Mậu Tông xuống đất, ánh mắt hung hiểm, nói với Yatli, lão đại Hắc Hùng, tên này giúp Lý Bì quản lý, chúng tôi cũng là bị hắn lừa đến đây. Trần Mậu Tông lớn tiếng nói, Ngô Bình, bảo bọn họ. Thả tôi ra. Ngô Bình không quan tâm đến hắn, kéo Hàn Băng Nghiên đi đến thang máy. Vừa nãy, người này còn muốn giết cậu, cướp Hàn Băng Nghiên đi, cậu hà tất phải giúp hắn cầu tình chứ? Yatli lạnh lùng nói, kéo đến công xưởng, để hắn làm việc 20 tiếng một ngày, mệt chết thì thôi. Dưới tay Yatli có một công xưởng dưới đất, người bên trong cả năm không được phép ra ngoài, mỗi ngày chỉ có thể làm việc, nếu không nghe theo sẽ bị đánh. Nếu Trần Mậu Tông đến nơi đó, ước chừng chưa đến 2 năm đã mệt chết hoặc bệnh chết rồi. Trần Mậu Tông rõ ràng biết đến công xưởng đó, hắn đột nhiên nói, lão đại Hắc Hùng, đừng đưa tôi đến công trường, Tio có thể nói cho anh một bí mật lớn. Ngô Bình dừng bước, cậu hỏi, bí mật gì? Trần Mậu Tông vội bò đến trước mặt Ngô Bình, nói, Ngô Bình, ông chủ của tôi, hắn tên Lý Bì, hắn có một món bảo bối. Vẻ mặt Ngô Bình vô cảm, bảo bối gì? Trần Mậu Tông lấy điện thoại ra, mở một tấm ảnh đưa cho Ngô Bình. Ngô Bình liếc mắt, phát hiện trong tấm ảnh là một món đồ trông giống cái đỉnh, cao chừng nửa người, phong cách cổ xưa, bên trên có khắc ký hiệu khiến cậu chú ý. Cậu hỏi, anh nói nó là bảo bối. Trần Mậu Tông cố gắng gật đầu, nói, đúng là bảo. Bối, tôi tận mắt nhìn thấy, Lý Bì cẩn thận đặt nó trong phòng ngủ mình, mỗi tối đi ngủ đều phải trông coi nó. Hơn nữa, hắn không để ai khác nhìn thấy, tôi cũng chỉ là vô tình mới nhìn thấy cảnh đó. Ngô Bình hỏi, vô tình. Trần Mậu Tông, hôm đó Lý Bì uống say, hắn đi vào rồi ôm lấy cái đỉnh nói mớ, nói gì mà đỉnh này là bảo bối, có thể mang đến vận may cho hắn. Ngô Bình như có suy nghĩ, nói tối nay, anh đi lấy đỉnh đó cho tôi, lấy được đỉnh, tôi sẽ tha anh một mạng. Không lấy được, tôi sẽ giao anh cho Hắc Hùng xử lý. Trần Mậu Tông giật mình, nói, Ngô Bình, anh tha cho tôi đi, Lý Bì là một tên ác ma giết người không chớp mắt, tôi không dám. Thế nhưng Ngô Bình không nói thêm câu nào, quay người cùng Hàn Băng Nghiên đi đến thang máy. Nhìn thấy Ngô Bình rời đi, Trần Mậu Tông lại liếc nhìn Yatli chẳng tốt đẹp gì. Hắn cắn răng nói, tôi có thể lấy được đỉnh. Nhưng thứ đó, tôi cần có mấy người giúp đỡ. Yatli thản nhiên nói, không vấn đề gì, tôi có thể cho người đi cùng anh. Sau đó hắn lại nhìn sang mấy tên đang quỳ dưới đất, mấy đàn em của Lý Bì, rồi lạnh nhạt nói, các cậu đi cùng hắn, chuyện này thành công thì quay về đi theo tôi. Mấy người bọn họ phấn chấn tinh thần, đều gật đầu, ánh mắt sáng rực. Xin lão đại Hắc Hùng cứ yên tâm. Chúng tôi nhất định sẽ lấy được thứ đó về tay. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Hết tập 197.